Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4651. Bây giờ Elon đã nói rõ ràng rằng chỉ nhắm vào Tiêu Chính Văn, vậy thì nhà họ Doanh không còn cớ để can thiệp vào nữa. Người duy nhất có thể ngăn cản ông ta lúc này chỉ có Điền Ki, nhưng không có tin tức gì từ phía Điền Ki. Rõ ràng là trước đó Điền Ki đã thỏa thuận với Thánh Giáo Đình, nói cách khác, Elon nhận được sự đồng ý của Điền Ki rồi mới đến Đế Khư. Lúc này, ngay cả Hắc Bá cũng thầm mảng chửi Điền Ki. Cho dù giữa các thế lực Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn có nhiều thù hận, nhưng dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người Hoa Quốc, Điền Ki làm vậy không khác gì bán nước cả. Không chỉ không có tin tức từ phía Điền Ki, mà phía Vạn Kiếm Tông còn tung tin phong tỏa núi. Nói cách khác, Vạn Kiếm Tông và nhà họ Điền muốn ngồi ngoài xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lúc này vẫn bình tĩnh như thường, không hề sốt ruột chút nào. Theo Tiêu Chính Văn thấy, lần này Elon đến đây chính là chủ động tìm đường chết. Tiêu Chính Văn, giao Thánh Quang Thập Tự Trận ra đây, tôi sẽ lập tức rời đi, không làm khó cậu nữa. Nếu không cả Đế Khư này sẽ bị tiêu diệt, Elon quát lớn, rung chuyển cả trời đất. Muốn lấy Thánh Quang Thập Tự Trận thì tự mình đến lấy đi. Tiêu Chính Văn không muốn phí lời với ông ta, chỉ cần Elon dám tiến vào Đế Khư nửa bước, thì đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây. Tiếng hét trên không trung của hai người họ lập tức gây chấn động toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Không ai ngờ Elon lại dám mạnh miệng với Tiêu Chính Văn như vậy, không phải vì xuất thân của Tiêu Chính Văn lớn mạnh thế nào mà là vì Tiêu Chính Văn là người Hoa Quốc. Ai trong lãnh đạo cấp cao ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết người da trắng ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là con chó của lãnh đạo cấp cao Hoa Quốc mà thôi. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một vị cao thủ thiên cảnh, cho dù là hậu bối cảnh giới nhân hoàng. Chỉ cần Elon dám động đến một cọng tóc của Tiêu Chính Văn thì Thánh Giáo Đình sẽ bị xóa sổ trong tích tắc. Đây là lý do tại sao Chaos bắt tay với Điền Văn để giết Tiêu Chính Văn, cũng phải chạy đến Minh Hà xa xôi rồi mới dám ra tay. Bởi vì người da trắng thấp kém như con chó, cho dù là cắn người nhà hay cắn người qua đường thì đều chỉ có một kết cục là chết. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là Tiêu Chính Văn còn cứng rắn hơn cả Elon, điều này vô cùng bất thường. Chỉ có những người trong giới thế tục cực hiểu Tiêu Chính Văn mới biết rằng hôm nay Elon đã gặp phải phiền phức lớn. Theo phong cách hành sự từ trước đến nay của Tiêu Chính Văn, chỉ cần dựa vào những lời trước đó của Elon, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ trả thù, khiến Thánh Giáo Đình phải trả giá đắt. Tề Thiên Thư Viện chính là một ví dụ điển hình. Mặc dù chỉ có một người mắc lỗi, nhưng kết quả thì sao? Hàng ngàn đệ tử của Tề Thiên Thư Viện đều lập tức biến thành tro bụi. Cách làm này của Tiêu Chính Văn mới thực sự là ngang ngược vô song. Lúc này, Hắc Bá cũng khẽ nhíu mày, đại chiến giữa cao thủ thiên cảnh chắc chắn không thể dễ dàng nổ ra, nếu không sẽ không chỉ là trận so tài giữa Tiêu Chính Văn mà Thánh Giáo Đình nữa. Chương 4652. Thành thật mà nói, ở Đông Vực hiện nay, muốn chinh phục Thánh Giáo Đình vẫn hơi khó, dù sao những cao thủ hàng đầu như Bạch Khởi, Hàn Tín, Trương Lương đều đang ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Nếu chỉ nhìn vào cao thủ cùng cảnh giới thì Hoa Quốc thực sự đang gặp bất lợi. Elon, nếu chúng ta đánh nhau, nhà họ Doanh hay lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước đều sẽ không dễ dàng để yên, e rằng cả tôi và ông đều sẽ phải trả giá đắt. Hắc Bá lạnh lùng nhìn Elon. Chỉ cần Hắc Bá ra tay thì đồng nghĩa với việc nhà họ Doanh tuyên chiến với Thánh Giáo Đình. Lãnh đạo cấp cao của nhà họ Doanh chắc chắn sẽ không đồng ý. Thiên Đạo Minh Ước càng không ngồi yên nhìn nhà họ Doanh tập hợp sức mạnh để hủy diệt Thánh Giáo Đình. Vùng ngoài lãnh thổ hiện nay đã hình thành cục diện cân bằng giữa các thế lực, không nhà nào độc lập, đồng thời, các thế lực nhỏ yếu cũng được Thiên Đạo Minh Ước che chở. Ai cũng hiểu đạo lý cân bằng này. Về trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và trưởng lão Thanh Dương, vì hai người đều là người Hoa Quốc, đây là trận chiến trong nội bộ Hoa Quốc, Thiên Đạo Minh Ước đương nhiên sẽ không ra tay. Nội bộ Hoa Quốc tự tiêu diệt lẫn nhau mới là điều Thiên Đạo Minh Ước muốn thấy nhất. Nhưng bây giờ Elon lại đằng đẵng sát khí đến Đế Khư để giết Tiêu Chính Văn, đây đã không còn đơn giản là trận chiến nội bộ Hoa Quốc nữa. Chúng ta đánh nhau, tôi nghĩ không cần thiết phải vậy. Trước khi đi, tôi đã xin ý kiến các bên rồi. Elon chế nhạo rồi vung thanh kiếm vàng kim trong tay. Hắc Bá tin những gì ông ta nói là thật. Cả Thiên Đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc đều muốn nhìn thấy Tiêu Chính Văn chết trong tay Elon. Điều này tương đương với việc làm suy yếu sức mạnh của Hoa Quốc.
Đây chính là điều khiến Hắc Bá vừa hoang mang vừa tức giận. Cả nước Tề và nhà họ Điền đều là huyết mạch của Hoa Quốc, vậy mà bọn họ lại ngồi yên khi Tiêu Chính Văn bị giết, thật không biết xấu hổ. Hắc Bá cho rằng Tiêu Chính Văn đã là lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ thì nhà họ Điền, nhà họ Doanh hay các thế lực khác của Hoa Quốc đều nên che chở cho Tiêu Chính Văn mới phải. Dù sao Hoa Quốc là tổng thể, chứ không phải một thế lực nào đó trong số họ. Nhưng đám người này lại bán đứng Tiêu Chính Văn. Vậy sao, nhưng nhà họ Doanh chúng tôi lại chưa nhận được tin tức gì. Là người Hoa Quốc, tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay chỉ cần ông dám ra tay thì tôi sẽ liều cái mạng này để đấu với ông đến cùng. Quốc khổ quốc nạn, chung sức đồng lòng. Vừa dứt lời, bốn tia sáng từ phía sau Bắc Bách phóng lên, hình bóng của Trương Nghi, Tô Cầm, Tôn Tân, Bàng Nguyên cũng xuất hiện trong không trung. Bên dưới xuất hiện vô số tử sĩ mặc áo giáp đen, cầm cờ chiến Hắc Long. Quốc khổ quốc nạn, chung sức đồng lòng. Hàng vạn sĩ tử giáp đen vô vang cùng lúc. Ở hướng cung Epang, một con rồng khổng lồ màu đen bay lên trời. Chương 4653 cảnh tượng này khiến cả đông vực chấn động. Ngụy Vinh Kỳ đứng từ xa nhìn về phía Đế Khư, cao mày nói, nhà họ Doanh thật sự đại chiến vì Tiêu Chính Văn sao? Thái Bá định tiêu diệt Thánh giáo Đình ư? Long Cổ cũng nghiêm túc lắc đầu nói, theo lý mà nói, nhà họ Doanh không nên kích động như vậy mới phải. Thiên Cung Phá Lang đã xuất hiện, lẽ nào Hắc Bá không nhận ra sao? Elon còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một con tuấn mã màu đen dẫm lên luồng khí màu tím mờ nhạt, tiến đến từ phía cung Epang. Ngồi trên chiến mã là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, uy phong lẫm liệt, tay cầm kiếm tần, chém mạnh. Bùm, trong phút chốc, trời đất như bị nhát kiếm này chém làm đôi, cảm giác áp chế mạnh mẽ như trời sập lập tức bao phủ toàn bộ đông vực. Quốc khổ quốc nạn, chung sức đồng lòng, máu chảy chưa cạn, quyết không ngừng chiến. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hàng vạn cao thủ đại đế đột nhiên xuất hiện sau lưng người này, hình thành quân trận đáng sợ bao phủ trời đất. Ai xa, xa anh, Long Cổ vô cùng kinh ngạc, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Xa anh hiện thân tượng trưng cho việc gia chủ Doanh Tử chỉ ở vùng ngoài lãnh thổ của Doanh Thị đã đích thân nhận lệnh, quân Tân xuất chỉnh rồi. Rất nhiều người đều nhầm tưởng rằng quân Tần đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ thời kỳ Sở Hán, thế nhưng sự thật lại không phải như thế, không chỉ có quân Tần chưa bị tiêu diệt, ngay cả mấy người Mông Điềm, Tư Mã Cận, Bạch Khởi, Vương Tiên, Vương Bôn cũng chưa từng tử trận mà đã đi theo nhà họ Doanh cùng tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù mấy người Bạch Khởi đã tới chiến trường vùng ngoài vũ trụ nhưng thế lực của nhà họ Doanh ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn hết sức lớn mạnh. Chịu trách nhiệm trấn thủ vùng ngoài vũ trụ chính là Sa An Hy lúc này, ngay cả khí thế của Elon cũng buộc phải thu lại hoàn toàn. Quân Tần xuất chinh, tiêu diệt dị tộc, những nơi đi qua đều trở nên hoang tàn. Đây là sự cấm kỵ không ai dám tùy ý đụng tới suốt mấy nghìn năm nay ở vùng ngoài lãnh thổ. Trước đây Âu Lục Vân có một phân chỉ, đạo tộc Bắc Âu chính vì động tới một thế lực của Hoa Quốc, hơn nữa còn ỷ lại thế lực phía sau, tiêu diệt sạch sẽ các thế lực nhỏ của Hoa Quốc. Mà lần đó, Doanh Tử chỉ nổi giận, Tứ Kiệt Chiến Quốc nổi giận, cả Doanh Thị và Hoa Quốc đều nổi giận. Kết quả Sa Anh đích thân dẫn quân Tần ra trận tiêu diệt toàn bộ Bắc Âu, từ đó về sau, vùng ngoài lãnh thổ không còn đạo tộc nữa. Chính vào khoảnh khắc Sa Anh giơ cao kiếm tân, Tiêu Chính Văn lại giơ tay ngăn Hắc Bá lại. Hắc Bá, không vội, phía sau vẫn còn kịch hay. Hắc Bá nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra. Ngay cả Sa Anh đang cầm kiếm trong tay cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ khó hiểu. Thế nhưng rất nhanh, Hắc Bá đã hiểu ra kịch hay mà Tiêu Chính Văn nhắc tới là gì. Lẽ nào bên phía Thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện rồi? Vào khoảnh khắc Hắc Bá đang hoài nghi, chỉ thấy phía Tây vực gió lạnh nổi lên che kín cả khoảng trời. Chương 4654 ngay cả sao trên trời cũng bị che khuất mất ánh sáng. Trong phạm vi vạn dặm. Chỉ có màn sương đen u ám đầy khủng bố và những tiếng gào rú thảm thiết. Khi luồng gió lạnh này lan ra khắp Tây vực có mấy chục tòa thành sụp đổ chỉ trong nháy me. Khoảnh khắc này, ngay cả Elon cũng vô thức nhìn về phía sau lưng. Nếu chỉ riêng Thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện thì còn tốt, thế nhưng hiện tại sự tình rõ ràng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Phải biết rằng Tây vực là nơi đặt nền móng của Thánh giáo Đình. Chỉ nhìn từng trận gió lạnh và màn sương đen giăng kín trời này là biết tình hình bên phía Tây vực đã không thể khống chế được rồi.
giết, cùng với những tiếng người hô ngựa hí, âm binh đen kịt xuất hiện trong màn sương đen. Ngay tức thì, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước cũng kinh ngạc tới chấn động. Đây không phải trò chơi trẻ con, chỉ cần âm binh bên phía âm phủ giết vào thế giới trên mặt đất thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Âm binh, nghe tên là biết ai trong số họ cũng đều có thân xác bất tử. Giây trước vừa mới bị giết chết, giây sau đã có thể sống lại từ trong âm phủ. Mặc dù thực lực của bọn họ đa phần đều chỉ dừng ở trên dưới ngưỡng nhân hoàng, thế nhưng sự đáng sợ của bọn họ nam ở việc có thể tấn công không ngừng nghỉ. Dù là cao thủ thiên cảnh cấp 9 khi đối diện với cả trăm nghìn cảnh giới nhân hoàng có thân xác bất tử thì cũng tới lúc thể lực cạn kiệt. Phía sau vô số âm binh, một hư ảnh cực lớn vừa mới xuất hiện, giơ một tay lên, một thành trì cỡ nhỏ đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt còn không mau giúp đỡ. Lúc này, bên phía thánh giáo đình chuyên tới một tiếng gầm phân nộ. Đương nhiên, đối phương không phải đang nói với Tiêu Chính Văn mà đang gào lên với Hác Bá và Sa Anh. Lúc này, cũng chỉ có mấy chục nghìn quân tân phía sau lưng Sa Anh là có thể cứu thánh giáo đình mà thôi. Cút, Tiêu Chính Văn quát lên một tiếng lạnh lùng. Ban nãy vẫn muốn ra tay với bọn họ, bây giờ lại muốn bọn họ giúp đỡ. Chả trách người Âu Lục vẫn luôn hai mặt như vậy, xem ra từ gen của tổ thượng đã rối loạn rồi. Ôi Hắc Bá hít sâu, nói cậu Tiêu, lẽ nào chúng ta thật sự không ra tay? Một khi để âm binh chiếm được Tây Vực thì hậu quả e rằng không có hậu quả. Hắc Bá, tướng quân Sa, mời vào trong, Tiêu Chính Văn ngắt lời nửa vế câu sau của Hắc Bá, làm một động tác tay tỏ ý mời với Hắc Bá và Sa Anh. Chương 4655 vào lúc Tiêu Chính Văn đưa Sa Anh và Hắc Bá tới Vọng Thiên Đình thưởng trà, mấy người Điền Văn và Khổng Tê Thiên đã giết về phía Tây Vực từ lâu, ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng đích thân lãnh đạo 500 quân Ngụy giết về phía Tây Vực. Khoảnh khắc này, gần như thế lực các phương của vùng ngoài lãnh thổ đều đã hành động. Mãi tới khi đám người giết vào Tây Vực, giao đấu với âm binh thì mới phát hiện mấy người Hachiki Orochi của Vi Hào và cả tử cống của nhà họ Khổng đều không một ai có mặt. Không chỉ như vậy, Vạn Kiếm Cốc vẫn đang phong tỏa núi. Còn bên phía Điền Kỳ thì ngay tới cái cớ cũng chẳng buồn tìm, cứ coi như không biết chuyện này, ngồi nhìn âm phủ tắm máu Tây Vực. Bên phía Vạn Kiếm Cốc không cử người tới thì cũng thôi đi, Điền Kỳ không nên để lỡ mất cơ hội tốt này mới phải, Sa Anh nhíu mày, nghỉ hoặc lên tiếng. Chỉ cần vào lúc này giúp đỡ Thánh Giáo Đình, đợi chuyện này kết thúc, nhà họ Điền sẽ có thể thuận lợi thu phục Thánh Giáo Đình về sử dụng. Miếng thịt mỡ đã tới miệng, Điền Kỳ lại bỏ qua sao? Đây không phải là phong cách làm việc của Điền Kỳ. Hai vị, hai người nhìn hư ảnh đó giống ai, Tiêu Chính Văn vừa thưởng trà vừa chỉ về phía bầu trời Tây Vực, nơi một hư ảnh khổng lồ đang ẩn mình trong màn sương đen. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì ngay cả Sa Anh cũng ngẩn ra. Ông ta hết sức thân quen với bóng dáng đó, người ngang hàng với thập điện Diêm Vương tương đương Tả Bạch Đào. Âm ti chỉ là cách gọi chung mà thế tục dành cho vị thần của âm phủ, giống như hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, trên thực tế, bọn họ không phải là thân hồn mà là vị thần thực thụ. Mà Tả Bạch Đào và Dương Giác Ai mặc dù bị ép lưu lại âm phủ, thế nhưng sau đó hai người vẫn luôn được người đời hương khói đầy đủ, vậy nên đã trở thành tấm gương của anh em kết nghĩa, chẳng mấy chốc đã trở thành vị thần ngang hàng với hắc bạch vô thường và đầu trâu mặt ngựa. Thậm chí có thể nói, địa vị của hai người bọn họ ở trong âm phủ đã không hề thấp hơn hắc bạch vô thường rồi. Choang tách trà trong tay Hắc Bá rơi xuống đất vỡ nát. Sao Tả Bạch Đào lại tới đây? Chưa nói tới thân phận của Hắc Bá, chỉ riêng thực lực thiên cảnh cấp 2 đã có thể chứng minh tất cả. Thế nhưng chính Hắc Bá, trong thời khắc nhìn thấy Tả Bạch Đào cũng sợ tới ngu người. Tả Bạch Đào thậm chí còn không ở trong hàng ngũ âm sư. Hắc Bá sao phải kinh sợ tới thế, Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ không hiểu. Nghe thấy Tiêu Chính Văn hỏi như vậy, không chỉ là Hắc Bá, ngay cả Sa Anh cũng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Cậu Tiêu, cậu không biết đó thôi, cậu cảm thấy Tả Bạch Đào là người như thế nào? Ông ta không đơn giản chỉ là một tiểu quỷ, từ sau lúc ông ta và Dương Giác Ai bị giữ lại ở âm phủ đã trở thành tấm gương kết nghĩa của thế gian. Nghĩa của quan công. Tôi tin rằng cậu Tiêu cũng không xa lạ gì, dù là quan vũ thấy người này thì cũng phải tỏ ra cung kính. Còn về chúng tôi, chưa nói chúng tôi đã đi trên con đường chết, dù tứ kiệt chiến quốc có đích thân tới cũng không ích gì, chả trách mấy người tử cống không dám tới đây. Hắc Bá không ngừng thở dài, nói.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4656 Tam chỉ Bạch Lĩnh trong tay Tả Bạch Đào vốn được gọi là thế gian thanh huyền đoạt hồn, cũng có thể nói Bạch Lĩnh thoạt nhìn bình thường trong tay ông ta còn sắc bén hơn bất cứ bảo kiếm nào của dương gian, chuyên dùng để thu nạp thân hồn. Dù mấy người Tử Cống và Tử Vũ đích thân tới thì căn bản cũng chẳng thể khắc chế được Bạch Lĩnh trong tay ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng ở đó. Mà khi Bạch Lĩnh trong tay Tả Bạch Đào bay qua bay lại, vô số người đều ngã khuỵu xuống đất, nháy mắt đã bị thu đi mất thần hồn. Ngay tức thì, cả vùng ngoài lãnh thổ đều trở nên chấn động. Đồng thời, vô số ánh sáng đen lấp lánh giống như vầng dương màu đen chiếu rọi khắp thế gian, ánh sáng đó đi tới đâu là vô số cao thủ đế cảnh đều giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, bị dung hòa chỉ trong nháy mắt. Chẳng bao lâu sau, cả Tây Vực đã chìm trong màn đêm đen kịt. Vô số ánh sáng màu vàng cùng lúc bay về phía Tây Vực từ đủ mọi hướng, rõ ràng Thiên Đạo Minh Ước cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy nên mới cử cao thủ ra tay can dự. Lẽ nào chúng ta đều phải chết trong tay Tả Bạch Đào sao? Lúc này, không ít người bắt đầu phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng, mà giữa trời đất càng là tà khí vô hạn. Bên phía Tây Vực vẫn không ngừng có người ngã xuống, ngay cả cao thủ của không ít thế lực lớn cũng bị nhấn chìm trong màn xương đen. Không còn sự sống. Trong bầu trời, Bạch Lĩnh kia chỉ khẽ rung lên, vô số người lập tức biến thành xác khô, thân hồn bị hút vào trong màn đêm vô tận. Chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt một thành phố, cả Tây Vực đều chìm trong sự khủng hoảng cao độ nhìn thấy hàng triệu sinh linh tiêu vong với tốc độ khủng khiếp, không ít thế lực lớn đang chuẩn bị tới Tây Vực chỉ viện lúc này cũng hơi do dự. Một giá huyết thập tự khổng lồ dựng lên giữa không trung, sắc máu bao trùm phạm vi cả nghìn dặm. Thế nhưng một giây sau lại bị Bạch Lĩnh biến thành cho bụi. Không ổn, mau rút lui, thanh kiếm dài hoàng kim trong tay Elon đã đứt đoạn, bộ giáp trên người cũng tơi tả không thôi. Dù là ông ta cũng chẳng thể chặn nổi một đòn tùy ý của đối phương, cách biệt này thực sự quá lớn. Lúc này, khắp người ông ta toàn là máu, nào còn chút phong thái cao ngạo như trước nữa. Elon bại rồi, lúc này, bên phía Tây Vực, đặc biệt là bên phía Thánh Giáo Đình. Không ít người đang kinh hô lên thất thanh. Elon đã đại diện cho chiến lực mạnh nhất của Thánh Giáo Đình ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng dù là ông ta thì căn bản cũng không chặn được một đòn tùy ý của đối phương, đây là sự đáng sợ tới độ nào. Chương 4657 Tử Thần sắp tới, tất cả mọi người, theo tôi rút lui. Elon gào lên một tiếng, bỏ chạy điên cuồng về phía Đông Vực. Nhưng ngay khi Elon quay người bỏ chạy, một luồng ánh sáng đỏ đuổi theo ông ta. Đó là một cô gái mặc áo choàng đỏ, giữa hai mắt có một vệt màu đỏ, nhìn từ xa giống như con mắt thứ ba giữa hai hàng lông mày. Cô gái đó phóng ra một đòn mạnh mẽ, đánh Elon hộc máu ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lập tức trở nên nghiêm trọng. E rằng âm phủ khác xa so với những gì chúng ta nghĩ. Tiêu Chính Văn quan sát cô gái kia. Thông thường. Nếu trong âm phủ chỉ có thần hồn thì cô gái kia sẽ không thể ra một đòn đáng sợ như vậy. Nói cách khác, cô ta không phải là thân hồn mà là người sống. Điều này khiến Tiêu Chính Văn nhớ lại những chuyện trước đây ở Minh Hà. Nếu anh luôn bị mắc kẹt trong ảo ảnh thì rốt cuộc anh là người sống hay là thần hồn? Tả Bạch Đào và Dương Giác Ai đều bị mắc trong âm phủ, vậy bọn họ là thần hồn hay người sống? Chuyện này có thể xảy ra với Tiêu Chính Văn. Cũng có thể xảy ra với người khác, tức là trong địa phủ không chỉ có thần hồn. Nói cách khác, thập điện Diêm La cũng không nhất thiết phải tồn tại dưới dạng thần hồn. Ý của cậu Tiêu là trong âm phủ cũng có người sống. Chẳng lẽ âm phủ thực chất chỉ là một thế giới phản chiếu khác? Nói đến đây, Hắc Bá cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì chẳng phải âm phủ, Minh Hà cũng là một thế giới độc lập như vùng ngoài lãnh thổ sao? Thủ đoạn thật cao tay, lúc này, ngay cả Hồng Ấn luôn ẩn giấu trong bóng tối cũng phải cảm thán. Nhưng lúc mọi người đang kinh ngạc, nhà thờ thần dụ của Thánh Giáo Đình cũng bị bao phủ trong xương đen. Mặc dù trên danh nghĩa nó là nhà thờ, nhưng thực chất là thành trì lớn nhất ở Tây Vực. Trong phút chốc, tiếng gào thét chói tai vang lên, cách xa vạn dặm cũng nghe thấy rõ ràng. Thánh Giáo Đình sụp đổ, cũng có nghĩa cả Tây Vực bị âm phủ phá nát. Mặc dù Thánh Giáo Đình không thể so sánh với một số thế lực lớn ở Hoa Quốc, nhưng dù sao bọn họ cũng đại biểu cho thế lực Âu Lục. Điều quan trọng nhất là dù có sự giúp đỡ của Thiên Đạo Minh Ước,
nhưng kết quả vẫn không ngăn được sự công kích của âm phủ, toàn bộ Tây vực đều rơi vào bóng tối vô tận. Cô gái trẻ đuổi theo Elon trước đó đang kiêu ngạo bay trên bầu trời thánh giáo đình, dùng kiếm chém xuống. AI. Chương 4658 không. Chủ giáo, mọi âm thanh đột nhiên dừng lại. Lúc tiếng hét thảm thiết biến mất, cả thế giới chìm vào sự im lặng chết chóc. Chỉ có chiếc áo choàng của người phụ nữ trẻ kia bay mạnh trong gió. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn lúc này càng thêm nghiêm trọng. Trước đó, anh từng nghĩ âm binh của là thần hồn mất đi thân xác mà thôi, không có gì đáng nói. Nhưng lúc này, từ cô gái này, anh đã biết suy nghĩ trước đó của anh là hoàn toàn sai lầm. Âm phủ thực chất là thế giới phản thiếu, hơn nữa nó là một thế giới rộng lớn có thể so với vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục. Thánh giáo đình gần như bị diệt trừ tận gốc, cả vùng ngoài lãnh thổ đều chấn động. Thế lực các bên bao gồm cả thiên đạo minh ước đều không thể bình tĩnh, hầu như ai cũng thảo luận về vấn đề này. Chẳng trách lại xuất hiện dị tượng thiên cung phá lang, vốn tưởng rằng âm phủ chỉ có vài thần hồn lang thang, nhưng bây giờ xem ra tất cả chúng ta đều sai rồi. Cứ tiếp tục đà này, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ sẽ không trụ được mấy ngày. Chuyện này phải làm sao đây? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ vùng ngoài lãnh thổ lại đón một kẻ thù lớn như vậy. Toàn bộ thánh giáo đình đã thất thủ trong vòng chưa đầy một giờ, hơn nữa, người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thánh giáo đình là Elon cũng bị Tả Bạch Đào đánh bại chỉ với một chiêu. Nhưng ông ta không phải nhân vật gì lớn, mà chỉ là một vị thần trong âm phủ mà thôi. Một Tả Bạch Đào đã đáng sợ như vậy thì cả âm phủ sẽ như thế nào? Hơn nữa Minh Hà vẫn chưa xuất thế, nếu ngay cả Minh Hà cũng đột nhiên xuất hiện vào lúc này thì cục diện sẽ như thế nào đây? Ngay sau đó, một tin tức đáng sợ hơn đã được truyền ra. Cô gái đánh bại Elon cũng chỉ là đệ tử của một thế lực nhỏ trong rất nhiều thế lực ở âm phủ. Hơn nữa, trong âm phủ còn có thế hệ trẻ nổi tiếng chưa xuất chiến. Tin tức này vừa nổ ra khiến cả thế giới chấn động. Không chỉ Tả Bạch Đào bị giới thế tục áp chế đến mức không ngóc đầu lên được, mà một đệ tử của thế lực nhỏ cũng có thể đánh bại Elon, như vậy thì đánh thế nào nữa? Nếu những nhân vật trẻ có tên tuổi lừng lẫy trong âm phủ đánh đến đây thì sao bọn họ có thể chống đỡ nổi? Khi tin đồn lan ra từ mọi phía, cả vùng lãnh thổ đều hoảng sợ. Cùng lúc đó, một tin tức chấn động khác ập đến. Chương 4659 ở phía Tây Vực, một nhánh âm binh đã quay sang giết nước Ngụy. Lúc này, trước một ngôi miếu cổ, hai người đàn ông trung niên mặc nho phục chặn đường nhánh âm binh kia lại. Phía sau bọn họ chính là Khổng Miếu, người được tôn thờ bên trong chính là ông tổ của nhà họ Khổng, Khổng Khưu. Ai mà lại to gan dám mạo phạm đến Hiền Tiên Sư? Một người quát lớn, ánh mắt mọi người lại nhìn về hướng Khổng Miếu. Nho gia đáng sợ đến mức nào? Nhà họ Khổng khủng khiếp ra sao? Cả vùng ngoài lãnh thổ này, ngoại trừ Đế Vương Các, có mấy ai dám đối đầu với nhà họ Khổng? Bây giờ, Khổng Miếu đã trở thành ranh giới cuối cùng để nhánh âm binh này tấn công nước Ngụy. Không phải nhà họ Khổng có ý giúp đỡ nước Ngụy, mà là vì nơi nào âm binh đi qua, nơi đó sẽ không còn sức sống. Chỉ cần âm binh đi qua thì Khổng Miếu cũng sẽ hóa thành phế tích, vì vậy hai người phụ trách canh giữ Khổng Miếu làm vậy không phải để giúp nước Ngụy, mà là để bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà họ Khổng. Hơn nữa, trước Khổng Miếu lúc này không chỉ có hai vị nho sinh trung niên mà Tử Cống và Tử Dư cũng lần lượt xuất hiện. Lúc trước, âm binh tấn công Tây Vực, hai người họ có thể khoanh tay đứng nhìn, vì dù sao sinh linh ở Tây Vực cũng không liên quan gì đến nhà họ Khổng. Nhưng bây giờ bọn họ không thể ngồi yên quan sát được nữa. Nếu tông miếu của Khổng Khưu bị phá hủy thì thanh danh của nhà họ Khổng cũng sẽ bị hủy hoại. Vì vậy Tử Cống và Tử Dư cũng lập tức xuất hiện để bảo vệ Khổng Miếu. Nhưng Tử Cống và Tử Dư còn chưa kịp mở miệng, vô số mũi kiếm đã phóng tới. Đối phương không cho đám người Tử Cống cơ hội mở miệng, lập tức nổ ra đại chiến. Lần này, không chỉ có cô gái trẻ kia và Tả Bạch Đào, mà còn có Thanh Ngưu mặc áo giáp, tay cầm rìu khổng lồ chém xuống. Một tia sáng màu tím lóe lên, vô số ngôi sao trên trời lập tức rơi xuống. Mưa sao băng đầy trời phóng xuống đất. Chỉ một chiêu đã làm rung chuyển cả vũ trụ. Uy lực vô cùng đáng sợ. Vô số thiên thạch rơi xuống mặt đất, ngàn vạn sinh linh lập tức hóa thành cho bụi. Khổng Miếu phía sau Tử Cống cũng bị thiên thạch rơi trúng.
Đại trận bảo vệ Khổng Miếu được khởi động, sau đòn tấn công nặng nề của thiên thạch, nó cũng dần mờ đi. Tiếp theo đó, một mảnh thiên thạch, hai mảnh thiên thạch, ba mảnh thiên thạch, vô số thiên thạch, từ các hướng khác nhau, lao thẳng đến Khổng Miếu. Sau khi chặn được những cú đánh dày đặc của hơn chục mảnh thiên thạch, đại trận bảo vệ Khổng Miếu cũng không cầm cự nổi nữa. Một tiếng nổ lớn và ánh sáng chói mắt bừng lên, sau đó vỡ thành từng mảnh. Chương 4660 bùm, một mảnh thiên thạch nữa lại rơi xuống, không chỉ biến Khổng Miếu thành phế tích, mà còn đập vỡ tượng đất sét của Khổng Khưu. Ngươi dám bất kính với Thánh Hiền, ta sẽ giết ngươi. Tử Dư bất lực nhìn Khổng Miếu bị phá hủy, nhưng không thể làm gì được, mỗi oán hận trong lòng ông ta đã trở thành hiện thực. Nhưng sự phẫn nộ của ông ta trước mặt Thanh Ngưu và Tả Bạch Đào chẳng là gì cả. Chỉ trong một hiệp đấu, Tử Dư đã bị đánh hộc máu. Nhìn thấy chiếc rìu khổng lồ trong tay Thanh Ngưu sắp chém xuống, Tử Cống không những không đến giúp đỡ mà ngược lại còn bỏ chạy. Đệ tử chân truyền của Khổng Khưu như Tử Cống đã giác ngộ được đạo lý chỉ cần mình sống là được, sao có thể quan tâm đến sự sống chết của Tử Dư. Bảo tồn tính mạng mình mới là quan trọng nhất. Nhưng ngay khi Tử Dư thâm mắng chửi Tử Cống đê tiện thì một lồng sáng chói mắt đã bao phủ lấy ông ta. Hiển nhiên, Khổng Khưu đã đích thân ra tay cứu đệ tử của mình. Mặc dù Tử Dư giữ được tính mạng, nhưng Khổng Miếu đã bị phá hủy, tượng tổng đã vỡ nát, điều này cũng làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Khổng. Đêm đó, chỉ trong một trận chiến, một nửa số thành của nước Ngụy đã bị phá hủy, mặc dù Long Cổ và Ngụy Vinh Kỳ đã lãnh đạo hàng vạn binh kính để chống đỡ. Nhưng vẫn không thể làm gì. Ngay khi tin tức này nổ ra, cả vùng ngoài lãnh thổ đều chấn động. Trong vòng một ngày, mấy tòa thành liên tiếp sụp đổ, âm phủ dường như đã dùng khí thế lôi đình để dấy lên những đợt sóng điên cuồng ở vùng ngoài lãnh thổ. Mãi tới khoảnh khắc này, mọi người mới hiểu ra thứ mà bọn họ đang đối diện rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Hơn nữa, bên phía âm phủ cũng chỉ có hai người Dương Giác Ai và Tả Bạch Đào xuất trận mà thôi. Còn mấy người Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa từ đầu chí cuối đều không lộ diện. Cũng có thể nói, chiến lực mạnh nhất thật sự của âm phủ vẫn chưa lộ diện, vùng ngoài lãnh thổ đã bị đánh cho quân lính tan rã cả rồi. Đây còn chưa tính tới Minh Hà, nếu như âm phủ và Minh Hà liên thủ thì cũng chính là cả âm phủ đều ra mặt, vùng ngoài lãnh thổ căn bản chẳng thể đối kháng. Lúc này, các thế gia lớn và các tông môn lớn đều đã tự cảm thấy nguy hiểm. Ngay cả Khổng Miếu cũng đã sụp đổ, bọn họ sao có thể bảo vệ được cho sơn môn của nhà mình đây? Đồng thời, cả Tây vực đều thất thủ, Thánh giáo đình lúc này chỉ có thể lang thang ở ba khu vực lớn còn lại để sống qua ngày. Mà kẻ khó chịu nhất lúc này vẫn là Ngụy Vinh Kỳ của nước Ngụy. Từ lúc Hàn xuất thế tới nay, không những không thể mở rộng bờ cõi, củng cố thế lực cho nước Ngụy mà ngược lại còn làm mất mấy tòa thành chỉ trong một đêm. Chương 4661 vốn dĩ hắn còn muốn dùng nước Ngụy để thay thế địa vị của nhà họ Doanh, thế nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, những giả thiết tốt đẹp đó rõ ràng giống như một giấc mộng, xa không với tới có thể nói, âm phủ đột phiên chém giết, đối với cả vùng ngoài lãnh thổ mà nói đều quá đột ngột, sự cân bằng của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ nhất thời đã bị phá vỡ một cách lặng lẽ. Vùng ngoài lãnh thổ vốn là nơi thế lực các phương rối ren phức tạp, lúc này càng trở nên rối loạn hơn. Âm phủ tuyệt đối sẽ không chỉ thèm muốn mấy thành chỉ đó, càng sẽ không chỉ động tới môi Tây vực, chúng ta buộc phải chuẩn bị cho chư toàn mới được. Long Cổ nói với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Ngay cả Long Cổ từng chinh chiến hàng trăm trận đấu, từng cùng quân Thương đại chiến ở Hà Tây lúc này cũng cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có. Những năm trở lại đây, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ âm thầm đấu đá, tình hình tự hao hụt vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí trước mắt căn bản chẳng thể tìm ra được mấy cao thủ có thể đối kháng với âm phủ. Đây mới là chuyện lớn vô cùng cấp thiết. Kế hoạch bây giờ cũng chỉ có nghĩ cách liên kết thế lực các phương lại, chỉ dựa vào chúng ta thì căn bản chẳng thể giữ được nước Ngụy, Ngụy Vinh Kỳ nhíu mày, thở dài nói. Trận chiến này đã khiến cho Ngụy Vinh Kỳ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô hạn, quân đội nước Ngụy vẫn luôn là niềm tự hào của hắn căn bản chẳng đỡ nổi một đòn của âm binh. Chỉ riêng trận chiến này đã tổn thất hàng nghìn binh lính nước Ngụy, cứ đánh tiếp theo tình thế này, nước Ngụy còn có thể kiên trì được bao lâu? Một tháng hay một năm? Hơn nữa một khi nước Ngụy xa cơ, vậy thì nước Tề, nước Triệu cũng sẽ không trụ nổi, mà nước Tề và nước Ngụy lại là vị trí hiểm yếu nối giữa Bắc vực và Nam vực,
tới lúc đó, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Vậy nên, đây không chỉ là để bảo toàn nước nguy mà còn có liên quan mật thiết tới thế lực các phương. Dù gì môi hở răng lạnh, không ai có thể chỉ lo thân mình trước thế tiến công cường đại như thế của âm phủ. Chúng ta tới thành thiên khu, Ngụy Vinh Kỳ quay đầu nói với Long Cổ. Được, cách duy nhất bây giờ cũng chỉ có xin các phương cứu viện mà thôi, Long Cổ bất lực gật đầu đáp ứng. Không chỉ có một mình Ngụy Vinh Kỳ tới thành thiên khu mà lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn gần như đều tập trung hết bên trong thành thiên khu. Vào lúc Ngụy Vinh Kỳ tới thì cũng lần lượt có mấy tốp người cùng tiến tới khoảng trời phía trên thành thiên khu. Bởi vì tình thế cấp bách, mọi người cũng không còn tâm trí đâu để tâm tới lễ nghỉ gì nữa, đồng loạt đi tới quảng trường trung tâm của thành thiên khu và ngồi xuống đất. Tất cả mọi người đang có mặt đều tới vì chuyện của âm phủ, hơn nữa mỗi người đều có dáng vẻ hết sức lo lắng. Ngay cả kiếm tôn của vạn kiếm cốc cũng đích thân tới. Ông ta cầm thanh kiếm dài 3 mét trong tay, ngồi ngay ngắn bên trên bục cao phía tây bắc của quảng trường. Chương 4662 với thân phận và địa vị của Long Cổ ở vùng ngoài lãnh thổ, đương nhiên cũng có thể dẫn Ngụy Vinh Kỳ ngồi lên ghế thái sư bên trên bục cao. Trên thực tế, chuyện lần này quả thực quá lớn. Không chỉ có thế gia ở Đông Vực cử đại diện tới thành thiên khu mà thậm chí ngay cả phía huyết tộc cũng cử đại diện. Mặc dù lúc này Elon đã bị trọng thương, thế nhưng vẫn mang theo vết thương tới tham gia hội nghị. Bên phía nhà họ Khổng cũng cử mười mấy đại biểu tới, hơn nữa hai người Tử Dư và Tử Cống cũng đích thân có mặt, chỉ có điều Tử Dư trông có vẻ hết sức thảm hại. Bởi vì trước đây bị người của âm phủ đánh bị trọng thương, vậy nên mãi tới bây giờ, xung quanh Tử Dư vẫn còn hắc khí luẩn quẩn, nhìn tình hình thì vết thương của ông ta còn nặng hơn Elon mấy phần. Hắc Bá là người cuối cùng tới thành thiên khu, sau khi Hắc Bá vừa ngồi xuống, Elon là người đầu tiên lên tiếng, tình thế bây giờ đều cực kỳ bất lợi với các phương ở vùng ngoài lãnh thổ chúng Tết, tôi tin rằng mọi người cũng đều nhìn thấy được, không chỉ có tôi, ngay cả ông Tử Dư cũng đã bị trọng thương, vậy nên chúng ta buộc phải đoàn kết lại, cùng chống kẻ địch, nếu không vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ bị âm phủ thôn tính. Thánh giáo đình bây giờ ngay tới đại bản doanh cũng mất rồi. Elon đương nhiên là người gấp rút nhất trong số tất cả mọi người. Ánh mắt lạnh lùng của Tử Cống lướt qua gương mặt của tất cả mọi người, nói, đợi chút đã. Người vẫn chưa tới đủ. Hắc Bá quay đầu nói với đàn em phía sau lưng, đi mời cậu Tiêu. Tên đàn em đáp lời, lập tức bước đi như bay. Tiêu Chính Văn chẳng có chút hứng thú gì với mấy kiểu hội nghị như thế này, hơn nữa anh cũng cảm thấy không cần thiết. Vậy nên lúc mấy người Hắc Bá rời khỏi đế khư, Tiêu Chính Văn không hề đi theo. Thế nhưng nếu như Hắc Bá đã cử người đích thân tới mời thì anh cũng không tiện từ chối nhiều lần, chỉ đành đi theo tên đàn em tới thành thiên khu. Lúc Tiêu Chính Văn tới khoảng trời phía trên thành thiên khu, ánh mắt của vô số người đều tập trung hết lên trên người anh. Mấy người Long Cổ cũng đồng loạt gật đầu tỏ ý chào hỏi với Tiêu Chính Văn, dẫu sao bây giờ Tiêu Chính Văn cũng là một trong số các cường giả thiên cảnh. Thân phận địa vị phơi bày ra đó. Duy chỉ có hai người Tử Cống và Kiếm Tôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, có ý đối địch với Tiêu Chính Văn. Elon và Tử Dư càng không cần phải nói, đặc biệt là Elon, chỉ có giết chết Tiêu Chính Văn thì cục tức trong lòng mới có thể nguôi bớt. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng phớt lờ bọn họ và tiến thẳng lên chỗ ngồi bên trên bục cao. Tùy ý chọn một chỗ trống, Tiêu Chính Văn cứ thế ngồi xuống. Tôi vẫn là câu nói đó, hiện giờ chỉ có liên thủ thì mới có thể tự bảo vệ được, tôi tin rằng mọi người chắc hẳn sẽ không có ý kiến nào khác đâu nhỉ, Elon lại đứng dậy lên tiếng. Nói không sai, bây giờ cục diện ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ cũng hết sức căng thẳng, vậy nên căn bản không thể điều động cao thủ ứng phó với âm phủ, giờ chúng ta liên thủ lại mới chính là thượng sách. Tử Cống cũng lên tiếng. Chương 4663 trước đây ông ta và Tử Dư đã phải nếm trái đắng. Nếu như không phải Khổng Khưu ở bên ngoài vạn dặm ra tay tương trợ thì e rằng Tử Dư đã chết ở Khổng Miếu luôn rồi. Cậu Tiêu, không biết ý của cậu thế nào, Hắc Bá nói rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hắc Bá vừa nói dứt lời, mọi người cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Trước lúc này, quả thực không có ai coi Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long ra gì, dẫu sao dù là Tiêu Chính Văn hay Điện Thần Long thì chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối tới từ thế tục mà thôi. Lúc Tiêu Chính Văn vào ở tại đế khư, những lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ này cũng không điều tra kỹ chuyện này.
một kẻ tiểu bối thì có thể dấy lên được sóng gió lớn cỡ nào ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng thông qua cái chết của Thanh Dương, tất cả mọi người mới bừng tỉnh ngộ, bọn họ đều nhầm to rồi, Tiêu Chính Văn và Điện Thân Long đã trở thành một sức mạnh không thể khinh thường ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Thật ra sức mạnh đó đã không hề yếu hơn bất cứ thế lực lão làng một phương nào đang có mặt. Về điểm này, mọi người ở đây đều nhìn ra rất rối, đặc biệt lúc này mấy anh em Ngụy Vinh Kỳ và Điền Văn cũng không ngừng thở dài. Ngụy Vinh Kỳ hối hận ban đầu không móc nối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, nếu không thì nước Ngụy không phải đã nhận được sự trợ lực rất lớn rồi sao? Mà mấy người Điền Văn lúc này càng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn, khi trước bọn họ đối địch với Tiêu Chính Văn, bây giờ chưa nói tới việc ngay cả tính mạng cũng bị Tiêu Chính Văn kiểm soát trong lòng bàn tay, Tiêu Chính Văn còn trở thành sự tồn tại mà bọn họ không thể với tới. Chỉ riêng vị trí ngồi trên quảng trường đã nói rất rõ vấn đề rồi. Ngồi bên trên bục cao chỉ có rất ít người mà thôi, mà trong số những người này, người chói mắt nhất đương nhiên vẫn là Tiêu Chính Văn. Tôi không có ý kiến, nếu như mọi người đều muốn liên thủ thì cứ liên thủ là được. Tiêu Chính Văn cười nhạt, thật ra Tiêu Chính Văn đồng ý với việc liên thủ chủ yếu vẫn là vì lo lắng sau khi âm phủ càn quét vùng ngoài lãnh thổ thì sẽ ra tay với thế tục. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, khuôn mặt Elon nở một nụ cười nham hiểm nói, cậu Tiêu, nếu cậu đã không phản đối, tôi nghĩ cậu có thể hy sinh một chút được không? Giao cuốn bí thuật có được từ trưởng lão Thanh Dương giai như vậy, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mọi người trong khoảng thời gian ngắn, vừa hay có thể chuẩn bị cho cuộc chiến với âm phủ. Thoạt nhìn lời nói của ông ta cũng không có vấn đề gì, nếu như mọi người đã hợp sức, điều quan trọng nhất trước tiên đương nhiên là nâng cao thực lực của mọi người, mới có khả năng chiến thắng âm phủ. Nhưng trên thực tế, Elon muốn lợi dụng cơ hội này để ép Tiêu Chính Văn phải phục tùng. Mặc dù vậy, Hắc Bá cũng không thể phản bác ngay trước mặt ông ta. Lời hắn vừa dứt, Tiêu Chính Văn không khỏi cười khẩy. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn cũng không phản đối mọi người hợp tác, nhưng một câu nói của Elon đã hoàn toàn chọc giận đến Tiêu Chính Văn. Cuộc tấn công của âm phủ lúc này rất khốc liệt, nhưng đám người Elon lại chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân. Điều này thật giống như 18 chư hầu lấy lòng Đổng Trác, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có mục đích riêng. Liên thủ với một người như vậy, không những không thể chống lại sức tấn công của âm phủ, nếu không sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cười khẩy đứng dậy nói, tôi rút lại lời nói vừa rồi, nếu muốn hợp sức, các ông hợp sức lại là được. Điện Thần Long tôi rút lui nói xong, Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Chương 4664 Tiêu Chính Văn. Không đợi Hắc Bá lên tiếng, Tử Cống đã đứng lên trước, chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn nói, chuyện này rất quan trọng, đừng quên rằng, Điện Thần Long của cậu cũng ở Đông Vực. Uống danh cho cậu là vua Bắc Lương của thế tục Hoa Quốc, lẽ nào ngay cả đạo lý môi hở răng lạnh mà cậu cũng không hiểu sao? Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Tử Cống, lạnh lùng nói, ố, lại muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi à? Được thôi. Vậy lấy bí thuật cổ xưa của các ông ra đây, để cho Điện Thần Long tôi xem đi, sao nào? Chỉ cần có bí thuật cổ xưa của các ông, cộng thêm phá thiên đan, phá cảnh đan, Điện Thần Long tôi bảo đảm sẽ đổi được âm phủ quay trở về trong vòng một tháng, như thế nào? Cậu, Tử Cống bị Tiêu Chính Văn nói đến mức cứng họng, sao ông ta có thể chia sẻ cuốn bí thuật cổ xưa mà nhà họ Khổng đã giữ kín chứ? Trước đó, ông ta đã bàn bạc riêng với Elon. Tiêu Chính Văn không đến thì còn được, chỉ cần anh đến, anh sẽ bị ép phải giao ra hết toàn bộ các cuốn bí thuật. Nếu Tiêu Chính Văn không tuân theo thì họ sẽ đứng trên đỉnh cao của đạo đức để ép Tiêu Chính Văn đi vào ngõ cụt. Nhưng lời nói này của Tiêu Chính Văn cũng đánh trúng chỗ hiểm của ông ta, từ ánh mắt của mọi người ở phía dưới, Tử Cống đã có dự cảm, kế hoạch của ông ta và Elon đã hoàn toàn thất bại. Mọi người dưới đài đều háo hức trông ngóng bí thuật của nhà họ Khổng. Thử hỏi mà xem vùng ngoài lãnh thổ này, bí thuật cổ xưa của thế gia nào có thể so sánh với nhà họ Khổng. Kiếm Tôn ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào, lúc này quay lại nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, kẻ thù lớn đang ở trước mắt, cậu không nên đùa giỡn như thế chứ. Việc quan trọng nhất bây giờ, là phải giải quyết chuyện của âm phủ. Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi đang đùa giỡn với ông? Tôi nói rồi, các người muốn hợp sức thì các người đi mà làm. Điện Thần Long chúng tôi không có hứng thú. Tiêu Chính Văn vừa nói những lời này, mọi người bên dưới đều sôi trào trong nháy mắt. Cậu đừng quên,
Điện Thần Long của cậu cũng ở Đông Vực, chỉ cần vùng ngoài lãnh thổ sụp đổ, toàn bộ thế tục khó có thể giữ được mình. Tử Cống nghiến răng lạnh giọng đe dọa. Dùng thế tục để uy hiếp tôi ư? Ông là cái thá gì? Tiêu Chính Văn chỉ tay vào Tử Cống, lạnh giọng nói, nhà họ Khổng của ông trước đây thầm cấu kết với các thế lực bên ngoài. Hôm nay, ai dám bảo đảm, các ông có cấu kết với âm phủ hay không? Ngay cả một đứa trẻ con bên dưới cũng có thể nói những lời này, duy chỉ có nhà họ Khổng các người không có tư cách dạy bảo người khác. Cậu ngậm máu phun người à? Người nhà họ Khổng các ông, cũng có thể xem là người sao? Vậy tôi hỏi ông, chuyện của Khổng Tề Thiên là như thế nào, năm lần phân thân, năm thế luân hồi là sao? Những thứ này đều là phương thuật từ ngoài vùng vũ trụ, không sai chứ? Còn nữa, ở đây đều là con cháu Hoa Quốc, tôi hỏi mọi người, nước Tân vì sao lại sụp đổ, Đại Hán vì sao mất nước? Không nói đâu xa, gần đây là ai phản bội Nhạc Phi? Lại là ai phản bội vua Đại Minh? Sau mỗi một chuyện, không có bóng dáng nhà họ Khổng các người ư? Loại người ăn cây táo rào cây sung như ông, bán nước cầu vinh, thứ không biết xấu hổ mà cũng dám ở nơi đông người lòe thiên hạ, nói đạo nghĩa. Hơn nữa Tiêu Chính Văn tôi nói luôn ở đây, trong giới thế tục ngoại trừ Hoa Quốc, cho dù ngay cả một ngọn cỏ không mọc cũng không liên quan đến Tiêu Chính Văn tôi. Hoa Quốc, một mình Tiêu Chính Văn tôi sẽ bảo vệ. Nói xong câu này, Tiêu Chính Văn lập tức xoay người rời đi. Chương 4665 cậu Tiêu. Thấy Tiêu Chính Văn định rời đi, Hắc Bá vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ý tôi đã quyết, Hắc Bá không cần nhiều lời nữa. Ồ, Tiêu Chính Văn trầm giọng từ chối. Hai gì Hắc Bá bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn rồi thở dài. Hừi, cậu thật sự cho rằng bản thân là nhân vật lớn rồi cơ à? Người tài giỏi ở vùng ngoài lãnh thổ rất nhiều, thiếu cậu cũng không có gì đáng ngại, trời cũng không thể sập. Mặt mũi Tử Cống méo mó thở hổn hển, nhìn chăm chăm bóng lưng của Tiêu Chính Văn, hung tợn hét lên. Người đời có câu, tôn trọng người khác thì người ta mới tôn trọng mình. Thực ra trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ phẩm hạnh của đám người nhà họ Khống. Tuy nhiên vấn đề là giữa mọi người với nhau, phân phải giữ thể diện, Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Còn nói thẳng ra những chuyện bẩn thỉu đó trước mặt mọi người thì Tử Cống còn phản bác kiểu gì nữa đây? Người nhà họ Khổng xử lý thế nào đây? Theo quan điểm của Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng thực sự là nhân tố không ổn định lớn nhất. Đừng thấy hơn 90% thế gia vùng ngoài lãnh thổ đều tham gia vào đại quân liên hợp mà lầm. Vấn đề là nếu thuận buồm xuôi gió thì có lẽ nhà họ Khổng sẽ xảy ra biến cố. Nhưng một khi gặp phải cản trở, dựa vào tác phong của nhà họ Khổng, tất nhiên sẽ ngầm cấu kết với thế giới ngầm, phản bội mọi người, đến lúc đó, vùng ngoài lãnh thổ thực sự sẽ thất bại hoàn toàn. Thứ Tiêu Chính Văn muốn bảo vệ, chỉ có giới thế tục Hoa Quốc mà thôi, cho dù vùng ngoài lãnh thổ, hoặc các nước khác trong thế tục sống hay chết, cũng không dính dáng gì tới Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, tin tức Điện Thần Long đơn phương rút khỏi liên minh đã truyền khắp ngoài lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều rất chấn động. Ngay cả mọi người trong thế tục đều bị tin tức này làm cho choáng váng. Bây giờ Tiêu Chính Văn xuất chúng vượt bậc, có thể nói mỗi một quyết định của anh đều đả động trái tim của hàng ngàn hàng vạn người. Hơn nữa, lần này các thế lực ngoài lãnh thổ liên hợp, Điện Thần Long không tham gia, quả là khác biệt một trời một vực. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại từ chối việc liên hợp, chẳng lẽ anh ta vẫn ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào Điện Thần Long thì có thể bảo vệ được mình sao? Tôi thì lại nghe nói, anh ta cũng không phải phản đối ngay từ đầu mà là Elon ép buộc anh ta phải giao ra tất cả bí thuật, nhưng bọn họ lại không muốn trao đổi tương đương, thế thì quá đáng rồi. Cái gì, gã Elon này ngu ngốc hết đây đã là lúc nào rồi, còn bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn. Không chỉ hắn ta, mà còn có người của nhà họ Khổng, hết lần này đến lần khác uy hiếp người ta, ai mà chẳng biết phẩm hạnh của đám người nhà họ Khổng, vậy mà còn có mặt mũi nói người khác. Chương 4666 nếu không phải Tử Cống từng thất tín bội nghĩa thì anh Tiêu cũng không thể tức giận mà bỏ đi. Cũng không thể nói như vậy, lỡ như toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều thất thủ thì Điện Thần Y Long của anh ta sao có thể chỉ lo thân mình. Dù vì vấn đề sống còn của Điện Thần Long, anh ta cũng không nên hành động theo cảm tính như vậy. Trong lúc nhất thời, các lời bàn luận từ khắp nơi vang lên, nhưng bất luận người khác nói thế nào, đều không thể thay đổi được quyết định của Tiêu Chính Văn. Khi Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, giữa trưa ngày thứ hai,
thế lực lớn các phương ở ngoài lãnh thổ đã hợp thành liên quân, cùng nước Ngụy mở đầu trận phản công đầu tiên. Bỗng chốc, mây đen đầy trời, sát khí gần như ngưng tụ thành chất, giữa trời và đất tạo thành một làn sương trắng mờ ảo. Đội quân nước Ngụy, thiết kỵ nước Triệu, giáp binh nước Tê, tiếng trống trận dồn dập rền vang tận trời. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết như sắp xé toạc cả bầu trời. Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ cậu muốn đoạn tuyệt với người dân vùng ngoài lãnh thổ sao? Trên bầu trời, âm thanh lạnh băng của Tử Cống truyền tới. Đây là chuyện của các người, không liên quan đến Điện Thần Long chúng tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng trả lời. Được, Tiêu Chính Văn, nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu, ngày âm phủ bị đuổi đi cũng chính là ngày mà Điện Thần Long của cậu bị hủy diệt. Tử L2 lại lần nữa uy hiếp. Tiêu Chính Văn chỉ khinh thường quay lại nhìn ông ta rồi cười khẩy, anh cũng lười quan tâm tới ông ta. Xa xa, trận chiến ở nước Ngụy đã hết sức khốc liệt, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ mà thậm chí ngay cả thế tục cũng quan sát trận chiến một cách rõ ràng thông qua thiên kính. Nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, thế lực các phương vùng ngoài lãnh thổ đều trở nên hỗn loạn trong nháy mắt. Tạ Bạch Đào nhìn đám người Tử Cống như con kiến ở giữa không trung. Không mảy may sợ hãi đại quân mênh mông hàng tỷ người này. Vải lụa trăng trong tay hắn bay phấp phới trong gió, bỗng chốc, các thế lực vùng ngoài lãnh thổ lâm vào trận đại hỗn chiến trước đây chưa từng có. Euroon Điền Văn vốn dĩ đang đánh với âm binh đột nhiên quay đầu lại đánh về phía thế tử một gia tộc ở ngoài lãnh thổ bên ngoài như chúng ta. Hơn nữa mỗi lần ra tay đều là sát chiêu, chỉ một kiếm đã chém thế tử đó vào trong không trung. Bên cạnh hắn còn vài cảnh vệ đi theo hắn hàng ngàn năm vẫn chưa hoàn hồn lại đã bị Điền Văn vung kiếm đánh tới. Ngụy Vinh Kỳ và Khổng Tê Thiên cũng xuất hiện tình trạng như vậy, mọi người đều xoay chuyển đầu súng cùng một lúc, ra tay đánh người của mình. Thấy các cậu chủ chiến quốc đều xoay người lại đánh về phía bên mình, hơn nữa ra tay đều là sát chiêu, mọi người hoảng sợ mặt mày thay đổi, chạy loạn tứ phía. Chuyện gì đây? Lúc này hai mắt Điền Văn đỏ long sọc lên. Điên cuồng hét lên như phát điên. Cơ thể hẳn không chịu nghe theo sự kiểm soát của hắn, dù là hẳn muốn dừng cũng không thể dừng được. Chương 4667 không chỉ là hắn mà Ngụy Vinh Kỳ và Điền Khải cũng thế, mặc dù thần trí họ vẫn rất tỉnh táo nhưng cơ thể dường như không nghe theo sự chỉ phối của họ, điên cuồng chém vào đầu người của mình. Ban đầu vẫn chỉ có mấy người họ, nhưng không lâu sau những người bỏ chạy trước đó cũng bắt đầu xuất hiện sự thay đổi lạ thường. Không ít người bỏ chạy bồng ra tay giết người đang tháo chạy phía trước. Chỉ thoáng chốc hàng trăm triệu người chạy đến thảo phạt âm phủ hỗn loạn thành một chỗ. Mọi người nhanh chóng lùi lại, là lĩnh trắng trong tay Tả Bạch Đào ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người. Hắc bá hét lên với mọi người, vùng cờ chiến Hắc Long chặn lại lĩnh trắng của Tả Bạch Đào mới làm mọi người hồi phục lại. Nhưng dù là thế các thế lực ở ngoài lãnh thổ đã bị thiệt hại không nhỏ. Thậm chí vào gia tộc và tông môn yếu đã bị giết chỉ còn lại vài người. Lúc này chỉ là một chiêu mà gần như khiến các thế lực ngoài lãnh thổ bị tổn thất. Không ổn, Tử Cống nhìn bên âm phủ, chỉ có một mình Tả Bạch Đào xuất hiện, lòng không khỏi trùng xuống. Trước đó ông ta và Tử Dư nghênh chiến ở Khổng Miếu không chỉ có Tả Bạch Đào, người khiến họ cảm thấy đáng sợ là một con trâu xanh. Nhưng lúc này lại không thấy nó trên chiến trường. Và còn người phụ nữ trẻ tuổi từng đuổi giết Elon cũng không biết đi đâu rồi. Mọi người mau chóng tản đi, coi chừng có mai phục. Để lại một câu rồi Tử Cống lập tức biến thành một luồng sáng rời khỏi chiến trường, không quan tâm đến sống chết của người khác. Thấy Tử Cống đã bỏ chạy, Elon và Tử Dư mới vừa bị thiệt thậm chí còn không nói một câu nào đã xoay người đuổi theo hướng của Tử Cống. Hai anh em Điền Văn thấy đám người Tử Cống không màng đạo nghĩa, rút lui bỏ chạy. Họ càng không dám tham chiến, xoay người bỏ chạy khỏi chiến trường. Chỉ có một mình Kiếm Tôn lạnh lùng nhìn về phía Tả Bạch Đào đối diện. Ông không chạy à, Tả Bạch Đào nở nụ cười chế giễu, không xem Kiếm Tôn là đối thủ của mình. Nếu nói Kiếm Tôn không sợ thì không đúng, dù sao hai bên vừa đánh nhau đó mà bên mình lại rơi vào thế hỗn loạn. Ngay lúc nãy nếu không nhờ ông ta phản ứng kịp thời e là cũng sẽ bị tấm vải trắng của Tả Bạch Đào khống chế, chém giết bừa bãi người của mình. Lúc này Kiếm Tôn cũng có cảm giác vô lực với ba tấc vải trắng trong tay Tả Bạch Đào. Cái này thì đánh thế nào đây? Ngay cả cơ thể mình cũng không nghe theo kiểm soát của mình, đừng nói là đánh, bảo vệ mạng sống còn khó nữa là.
Chương 4668 Hắc Bá và Kiếm Tôn dứt khoát đưa những người còn lại đến nơi an toàn, lúc này mới ổn định bước chân, còn đám người Elon và Tử Cống cũng lần lượt tập trung lại. Sắc mặt mọi người ở đó đều rất khó coi, đoàn quân hàng trăm triệu người mới chỉ có một hiệp đấu mà đã tổn thất hơn một nửa, căn bản không cách nào đánh được, cũng không thể đánh. Phải biết rằng những người ở đây đều là người tài giỏi ngoài lãnh thổ, thậm chí ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc cũng đích thân ra trận. Kết quả thế nào, không chỉ không làm đối phương bị tổn hại một cọng lông mà ngược lại bên mình thương vong nặng nề. Lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ gần như đều bị bao trùm trong khí tức đáng sợ. Trong lòng mỗi người đều phủ một tầng mây đen. Chiến hay hòa, mọi người đều đang tự hỏi. Chiến, đánh không lại, hòa, sao mà hòa được, trong lúc không biết làm thế nào, mọi người lại quay về thành thiên khu lần nữa, dù sao hòa cũng không phải là một việc nhỏ. Phải được các bên đồng ý mới có thể đi thương lượng với âm phủ. Đến khi trận pháp thiên kính được thu hồi lại, Tiêu Chính Văn còn đang quan sát tình hình trận chiến trong đế khư mới cười mỉa. Quả nhiên như anh nghĩ, một đám nhát cái mà thôi. Lúc mấy người Long Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đám người ngoài lãnh thổ bại trận, sắc mặt cũng trở nên u ám. Trận chiến này quả thật quá thảm khốc, hai bên đánh nhau chưa đến một tiếng mà vùng ngoài lãnh thổ đã thương vong hơn nửa. Thật ra Tả Bạch Đào có thể tiếp tục đuổi giết đến khi giết hết tất cả mọi người, nhưng ông ta lại không làm thế chứng tỏ Tả Bạch Đào còn có điều kiêng dè, hoặc bên âm phủ vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ biến vùng ngoài lãnh thổ thành quỷ vực nhân gian. Nếu không ngay cả Hắc Bá và Kiếm Tôn cũng đừng mong toàn thây bỏ chạy. Có thể nói chỉ trận chiến này thôi đã khiến lòng tự tin của các bên ngoài lãnh thổ rơi xuống đáy cốc, cũng cắt đứt trụ cột của mọi người. Cậu Tiêu có thể thấy với kết quả của trận chiến này hình như vùng ngoài lãnh thổ không có khả năng chống lại âm phủ, Tân Lương Ngọc cũng là người trải qua chiến trận nhiều, chỉ dựa vào trận chiến này, bà ta có thể đoán được ngoài lãnh thổ không thể đánh thẳng âm phủ. Chưa trách, nếu như thành chủ Tần nói, Tả Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không tha cho họ sống sót trở về. Lá cờ trong tay Hắc Bá đủ để đối phó với tấm vải trắng của ông ta. Nhưng nhà họ Doanh không thể dốc toàn lực ra. Nếu không với đức hạnh của nhà họ Khổng, chắc chắn sẽ đâm một nhát sau lưng nhà họ Doanh nên nhà họ Khổng không bị tiêu diệt thì ngoài lãnh thổ không có cơ hội thắng. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã thấy được điểm quan trọng của vấn đề. Vì hôm nay bên nhà họ Doanh chỉ có Hắc Bá ra trận, Sa Anh lại không đến. Chương 4669 nhưng cờ Hắc Long Quân trong tay hắn lại ở trong tay Hắc Bá, chứng tỏ nhà họ Doanh có điều kiêng dè, không dám sử dụng toàn lực. Mà nhà họ Doanh cũng là gia tộc duy nhất có thể đánh với âm phủ trong các thế lực. Dù sao cho đến giờ bốn anh kiệt chiến quốc đứng đầu là Trương Nghỉ vẫn chưa lộ mặt, nói cách khác thật ra nhà họ Trương vẫn còn sức chiến đấu. Bên thành thiên khu, mọi người đã bắt đầu cầu hòa với âm phủ. Nói là cầu hòa thì chỉ bằng nói nhận thua với âm phủ thì đúng hơn. Lúc này cả thành thiên khu vô cùng tĩnh lặng, đám người Elon và Tử Cống đều bất lực thở dài. Lần này ngay cả Long Cổ cũng phải thỏa hiệp. Với âm phủ, còn Ngụy Vinh Kỳ thậm chí đã cực kỳ tuyệt vọng. Đội quân nước Ngụy gần như đã tổn thất hơn một nửa trong trận chiến này, thực lực của nước Ngụy đã bị tiêu hao, nếu còn đánh nữa dù có thể bảo vệ được nước Ngụy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên ngay cả Hàn cũng chỉ đang ngầm đồng ý với ý kiến cầu hòa của mọi người. Chẳng qua người ở đó đều không ai lên tiếng. Chuyện này là chuyện cực kỳ đáng hổ thẹn với bất kỳ ai. Dù là con cháu nhà họ Khổng trước giờ luôn thích làm việc hèn hạ bỉ ổi cũng không muốn chịu nỗi ô nhục này. Nhưng cho dù nói thế nào, cuối cùng họ vẫn thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Cùng lắm chỉ có thể nhường lại ba thành, nếu không nước Ngụy tôi sẽ không còn tồn tại nữa, Ngụy Vinh Kỳ nói. Cuối cùng vẫn là một mình Ngụy Vinh Kỳ gánh vác tất cả. Điền Văn và đám người Triệu Thẳng nhìn nhau, cuối cùng rời tâm mắt sang Tử Dư. Nước Ngụy đã nhường ra ba thành, vậy thì họ cũng không thể không làm gì. Nhường đất là điều hiển nhiên nhưng Điền Văn lại không cam lòng, dù sao đây cũng là đang giúp nước Ngụy, không phải đang bảo vệ nước Tê. Hừ, thất bại hôm nay đều phải trách Tiêu Chính Văn, đúng lúc này Chaos đứng lên, sắc mặt u ám nói. Chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Chính Văn? Một người đàn ông trẻ tuổi luôn rất ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn đứng lên phản bác. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn chưa từng tham dự vào, đánh thua không mất mặt,
dù sao thực lực của Tả Bạch Đào cũng cực kỳ mạnh nhưng vứt trách nhiệm lại cho một người vô tội thì đúng là quá đáng. Hừ, nếu không phải Tiêu Chính Văn không chịu chia sẻ bí thuật mà cậu ta có được với chúng A thì chúng ta sao có thể rơi vào thất bại hôm nay? Mọi người nói xem có đúng thế không, Tử Cống cũng nói hùa theo. Hắc Bá liếc nhìn đám người cười nhạo nói, tôi khuyên các vị tốt nhất đừng chọc gậy bánh xe, hiện giờ vẫn không phải lúc làm việc xấu. Ngộ nhớ ép Tiêu Chính Văn đến phe đối lập thì các người chỉ sẽ thua thảm hại thôi. Chương 4670 ai cũng không muốn thừa nhận hậu quả của thất bại, nhưng nếu ép Tiêu Chính Văn vào góc chết, ai dám đảm bảo Tiêu Chính Văn sẽ không hợp lực với âm phủ. Dù Tiêu Chính Văn không hợp lực với âm phủ thì với thực lực của Điện Thần Long, khai chiến với các thế lực cũng không phải là chuyện họ có thể gánh được. Nhất là hôm nay họ gần như đã sắp không chịu nổi, đây đã không phải là đánh bại nữa mà là sụp đổ. Thôi vậy, vẫn nên bàn việc chính đi, mọi người đều tập trung đủ rồi chứ, Tử Dư Sâm mặt xua tay nói. Tiêu Chính Văn không ở đây, Elon lạnh lùng nói. Yêu cầu của Tả Bạch Đào rất đơn giản, các thế lực nhường lại thành trì cho âm phủ có thể không mở rộng nữa. Nếu không trong vòng 3 ngày sẽ san bằng vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn cũng là một trong các thế lực lớn ở Đông Vực, còn chiếm vùng đất Thánh Đế Khư, anh không đến thì cuộc họp hôm nay cũng không thể tiếp tục được. Yên tâm đi, tôi đã bảo người đi mời cậu Tiêu rồi, sắc mặt Hắc Bá rất khó coi. Không lâu sau, thuộc hạ của Hắc Bá đã mời Tiêu Chính Văn đến Thành Thiên Khu. Lúc Tiêu Chính Văn bước vào, hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn Tiêu Chính Văn. Dù sao phía âm phủ cũng đã ra điều kiện đàm phán, chỉ cần sơ sẩy một chút thì âm phủ sẽ tấn công toàn diện, đến lúc đó, e rằng sẽ không còn cơ hội đàm phán nữa. Đã có những bài học thua thảm hại trước đó, giờ đây, còn thế lực nào có đủ dũng khí để chống lại âm phủ? Nước nguy chúng tôi có thể nhượng năm thành cho âm phủ. Ngụy Vinh Kỳ nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Thật ra điều kiện này cũng là kết quả do Long Cổ đích thân đến cầu xin. Hắn cũng biết được âm phủ đáng sợ đến mức nào thông qua lời kể của Long Cổ. Vì vậy, Ngụy Vinh Kỳ không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ, đồng ý nhượng năm thành cho âm phủ vô điều kiện. Nước Tê chúng tôi cũng có thể nhượng lại năm thành, Điền Văn Sa sầm mặt nói. Thánh giáo đình bây giờ, Elon nhìn mọi người với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, toàn bộ Tây vực đã thất thủ, bọn họ lấy đâu ra đất để nhượng lại đây? Hơn nữa, Thánh giáo đình bây giờ còn đang sống nhờ ở Tây Vực, không có lãnh địa riêng của mình. Triệu Thăng thở dài nói, nước Triệu chúng tôi cũng có thể nhượng năm thành. Tiếp theo là đến Điện Thần Long, nói xong, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tất cả các bên đều nhẫn nhịn nhượng lãnh thổ của mình, chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn không tỏ thái độ gì, mà mặc kệ tất cả mọi người, bưng tách trà lên uống một hớp, vô cùng nhàn nhã. Cậu Tiêu, đến lượt cậu rồi. Hắc Bá quay lại nói với Tiêu Chính Văn. Đến lượt tôi gì cơ? Tiêu Chính Văn nhìn Hắc Bá ra vẻ không hiểu. Âm phủ yêu cầu nhượng lại một nửa đế khư ở Đồng Vực cho bọn họ, nếu không sẽ xảy ra đại chiến. Hắc Bá bất lực nói. Chương 4671 bây giờ Điện Thần Long là chủ của đế khư, chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể quyết định quyền sở hữu của đế khư. Tại sao Điện Thần Long phải nhượng lại một nửa lãnh địa? Tiêu Chính Văn vừa rút lời. Mọi quy người lập tức xôn xao. Cậu Tiêu, nếu không chấp nhận điều kiện đàm phán của âm phủ thì hậu quả sẽ Tiêu Chính Văn, mọi người đều nhượng lại lãnh địa rồi, lẽ nào cậu muốn rút lui sao? Elon trợn mắt tức giận nói. Trước đó Tiêu Chính Văn đã rút khỏi liên minh của bọn họ, bây giờ lại định một mình hành động, điều này khiến ông ta không thể chấp nhận được. Tại sao tôi lại phải nhượng đế khư? Nếu không nhầm thì các vị định quỳ xuống cầu xin sự thương xót của âm phủ sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Tiêu Chính Văn, chuyện này chẳng phải là rắc rối do cậu gây ra sao? Nếu không phải cậu đưa nhà họ Trương ra khỏi thành Minh Nguyệt thì sẽ có tai họa này à? Trận chiến trước đó đã tổn hại hàng triệu người, cái chết của bọn họ đều tính lên đầu cậu đấy. Tính lên đầu tôi, vậy tôi muốn hỏi mọi người một câu, người nhà họ Trương đang sống yên ổn ở thành Minh Nguyệt. Người vi hào lại cướp long mạch của nhà họ Trương cho Hachiki Orochi trị thương, các người không biết sao. Mọi người ngồi đây có một ai lên tiếng nói thay cho nhà họ Trương không? Còn nữa, tôi bảo các người lập liên minh tấn công âm phủ sao? Rõ ràng là do các người vô dụng, hại chết bao nhiêu đồng đội ngu dốt,
còn muốn đổ lên đầu tôi hả? Ai cho các người dũng khí nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy chứ? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, mọi người đều không nói nên lời. Bây giờ không phải là lúc mọi người truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Điều quan trọng bây giờ là phải đàm phán với âm phủ, để tránh bốn vực lớn đều bị âm phủ tấn công. Khổng Tề Thiên cau mày nói. Các người muốn nhường đất cầu hòa, không liên quan gì đến tôi cả, Tiêu Chính Văn tôi một tấc đất cũng không nhường. Từ trước đến nay, tôi không có thói quen nhượng đất để cầu hòa. Điện Thần Long thả chiến đấu đến cùng cũng không bao giờ cầu hòa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, cậu cho rằng cả vùng ngoài lãnh thổ sụp đổ rồi thì Điện Thần Long vẫn có thể giữ lại đế khư sao? Cậu đã từng thấy sự khủng khiếp của âm phủ chưa? Chúng tôi nhiều người như vậy nhưng cũng nhanh chóng bị đánh tan nát, lẽ nào Điện Thần Long có thể một mình đấu với âm phủ sao? Cậu đừng quên, dã tâm của âm phủ không hề nhỏ. Nếu vùng ngoài lãnh thổ đều thất thủ thì tiếp theo sẽ đến giới thế tục gặp xui xẻo đấy. Trong giới thế tục có bao nhiêu cao thủ, e rằng cho đến nay cũng không có mấy người đạt đến cảnh giới nhân hoàng đâu nhỉ. Đến lúc đó, cậu định đấu với âm phủ thế nào đây? Elon cười khẩy, chế nhạo nói. Những gì ông ta nói đều là sự thật, Hoa Quốc trong giới thế tục có không dưới tỷ người. Nhưng cao thủ thật sự chỉ có mấy người bên cạnh Tiêu Chính Văn mà thôi. Chương 4672 nếu mất đi vùng ngoài lãnh thổ thì giới thế tục không thể đấu lại nổi âm phủ. So ra, giới thế tục mới là bên yếu đuối nhất. Suy cho cùng, trong giới thế tục có quá nhiều người bình thường, chỉ cần âm phủ tấn công vào giới thế tục thì kết quả hẳn là vô cùng bi thảm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để mọi người uy hiếp Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu! Tôi nghĩ chuyện này nên bàn bạc lại. Hắc Bá cau mày, cho Tiêu Chính Văn một đường lui. Thực ra nhà họ Doanh cũng không muốn thỏa hiệp, nhưng xét đến sự an nguy của giới thế tục, nhà họ Doanh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Với tình hình hiện giờ, nếu hai bên tiếp tục giảng co thì chẳng những Tiêu Chính Văn không có đường lui, mà ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Tiêu Chính Văn, mọi người đều đã cố hết sức để giảng hòa, nhưng cũng chỉ có thể đàm phán đến nước này thôi. Hơn nữa, Thái Bá cũng đã cho cậu đường lui rồi, cậu đừng không biết điều nữa. Elon lạnh lùng nói tiếp. Tiêu Chính Văn, Điện Thần Long của anh không thể ngăn cản được đòn tấn công của âm phủ đâu. Điền Văn cũng lạnh lùng thuyết phục. Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ có thói quen khom lưng uốn gối. Đàm phán không phải là tính tính của đàn ông Hoa Quốc chúng tôi. Tiêu Chính Văn nói xong, khuôn mặt cũng đanh lại. Tiêu Chính Văn. Cậu phải hiểu rằng ở đây không có ai muốn cúi đầu trước âm phủ cả, đây là do tình thế ép buộc mà thôi. Điện Thần Long muốn nhượng hay không thì đều phải nhượng. Điều này là vì sự tồn vong của vùng ngoài lãnh thổ, của hàng chục tỷ người dân, Điện Thần Long dựa vào đâu mà không nhượng. Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một giọng nói, mọi người yên tâm, âm phủ chúng tôi sẽ không tấn công giới thế tục, càng không khai chiến với Điện Thần Long. Một người đàn ông trung niên vừa nói vừa bước vào. Mặc dù nhìn người này chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng khí tức quanh người lại vô cùng mạnh mẽ. Ông là ai? Điền Văn quay lại nhìn người đàn ông trung niên. Tôi là thuộc hạ của Tả Bạch Đào, sách mệnh quỷ sử bái kiến cậu Tiêu. Người đàn ông không quan tâm đến tất cả mọi người, mà đi thẳng tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói. Âm phủ có lệnh không được tấn công vào giới thế tục. Còn về đế khư, cậu Tiêu sẽ đấu một trận định thắng thua với ngài Tả Bạch Đào. Những thế lực khác sẽ làm theo chỉ thị của ngài Tả Bạch Đào, nếu thiếu một tấc đất, âm phủ sẽ tiêu diệt toàn tộc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tại sao Tiêu Chính Văn lại là ngoại lệ? Điền Văn lớn giọng chất vấn. Đây rõ ràng là đang đề cao Tiêu Chính Văn và hạ thấp bọn họ. Nếu các thế lực khác không chịu nhường đất thì sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công lớn từ âm phủ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể đấu với Tả Bạch Đào. Chương 4673 nếu là ai khác thì cũng sẽ thắc mắc. Đơn giản là vì cậu Tiêu từng lập công lớn vì Hoa Quốc, âm phủ chúng tôi chỉ ngưỡng mộ anh hùng, còn các người thì, người đàn ông trung niên chế nhạo, không hề giấu giếm sự kinh thường đối với những người khác. Tiêu Chính Văn quả thực đã tạo ra chiến công lừng lẫy cho Hoa Quốc, đưa Hoa Quốc từ một cường quốc trong khu vực lên đỉnh cao của thế giới. Thành tích này đủ để so sánh với nhất đế thiên cổ. Các người, nếu các vị ngồi đây lập được công lao như cậu Tiêu thì âm phủ đương nhiên sẽ cho các vị cơ hội đấu võ làm bạn,
nhưng đáng tiếc, e rằng các vị còn không xứng xách giày cho cậu Tiêu. Hơn nữa chuyện cầu hòa là do các người đề ra, chiến tranh cũng là do các người khởi xướng. Các người thậm chí còn không cho tôi cơ hội để kế cao các người. Nhưng cậu Tiêu thì khác, chúng tôi ngưỡng mộ tính cách của cậu Tiêu, vì vậy, cậu Tiêu không cần cầu hò ồ nghe vậy, mọi người đều xấu hổ cúi đầu xuống. Chưa nói tới việc chủ động dấy lên chiến tranh, thực lực còn quá đỗi tầm thường, tới cuối cùng lại cử người tới chủ động cầu hòa, nói dễ nghe thì là cầu hòa, nói khó nghe một chút thì đó chính là quy phục âm phủ. Thế nhưng chính những lời này của người đàn ông trung niên cũng khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy không cam tâm. Dựa vào đâu mà Tiêu Chính Văn Anh từ đầu chí cuối đều chưa động tới một binh một tốt mà đã có thể hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy? Chuyện này e rằng, Ngụy Vĩnh Kỳ nhíu mày, nhưng lại bị Long Cổ bên cạnh ngăn lại. Thế tử, chuyện này e rằng không hề đơn giản như vậy, để thôn tính vùng ngoài lãnh thổ, âm phủ đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, sao có thể dễ dàng để cho Tiêu Chính Văn đạt được ý đồ? Bên trong nhất định có ẩn tình gì đó. Long Cổ dẫu sao cũng là người hiểu biết sâu rộng, ngay từ lúc bắt đầu đã đoán ra được âm phủ nhất định có ý đồ gì khác. Quả nhiên là như vậy, ngay giây sau người đàn ông trung niên đã quay sang nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, âm phủ chúng tôi vẫn luôn kính phục sự quang minh lỗi lạc của cậu, vậy nên vẫn mong cậu Tiêu có thể tới âm phủ đấu một trận với Tả Bạch Đào. Lời này vừa được thốt ra, trên mặt tất cả mọi người đang có mặt đều lộ ra vẻ vui sướng cười cợt trên nỗi đau của người khác. Bây giờ bọn họ coi như cân băng rồi. Chọn chiến trường ở âm phủ, Tiêu Chính Văn còn có cơ hội thắng sao? Đặc biệt là mấy người Điền Văn đã từng đích thân đến thành trì chết chóc đó, sự áp chế ở nơi đó mạnh tới độ nào? Tiêu Chính Văn còn có thể phát huy ra được thực lực vốn có hay sao? Chương 4674 mặc dù bên ngoài âm phủ đang tỏ ra rất nể mặt Tiêu Chính Văn, thế nhưng đây cũng chỉ là cách nói mà thôi. Dẫu sao âm phủ mất mấy nghìn năm mới đợi được cơ hội phản công vùng ngoài lãnh thổ. Sao có thể vì một mình Tiêu Chính Văn mà từ bỏ cơ chứ? Lẽ nào âm phủ không nhòm ngó tới di tích Long tộc sao? Không tiến công vào thế tục, không tiến công thì đúng là kỳ quái. Loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra. Vậy nên giống như những gì Long Cổ nghĩ, âm phủ chắc chắn đã âm thầm bố trí xong một cái bẫy cho Tiêu Chính Văn ở phía sau và đợi anh ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa, Tả Bạch Đào mạnh tới độ nào chứ? Đừng nói là bản thân gã. Dù là người phụ nữ dưới trướng gã cũng có thể đánh cho Elon máu me be bét chỉ với một đòn, Tiêu Chính Văn tới âm phủ rồi còn có thể chiếm được chút lợi thế nào sao? Phải biết rằng Elon là cao thủ thiên cảnh cấp 2, cũng là người đứng đầu ở Thánh Giáo Đình. Nếu như ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ, vậy thì dù Tiêu Chính Văn có đấu với gã ở vùng ngoài lãnh thổ thì khả năng bại trận cũng nhiều hơn là thăng. Dù cho trước đây Tiêu Chính Văn có thể chém giết ngược dòng, thế nhưng điều đó không nói lên giáng tới ngưỡng thiên cảnh thì anh vẫn có thể vượt cảnh giới mà tác chiến. Chưa nói tới chuyện còn phải đấu với Tả Bạch Đào trên địa bàn của người ta. So với việc nói âm phủ đang đề cao Tiêu Chính Văn, chỉ bằng nói là truy sát. Điều kiện tương tự, đổi lại là bất cứ người nào đang có mặt thì cũng không thể nào đồng ý. Tới âm phủ rồi, bọn họ còn có thể sống sót trở về ư. Thật sự coi âm phủ là nơi muốn tới thì tới. Muốn về thì về sao? Cậu Tiêu, không biết cậu có đồng ý tới âm phủ đấu với Tả Bạch Đào một trận hay không? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chính Văn mà gặng hỏi. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn, đặc biệt là mấy người Elon và Điền Văn càng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ giễu cợt. Bọn họ đều từng giao đấu với Tả Bạch Đào, hơn nữa còn chịu thiệt rất lớn nên càng hiểu rõ hơn thực lực của Tả Bạch Đào đáng sợ tới độ nào. Phải biết rằng Elon thân là kiếm sĩ hoàng kim số 1, hàng chục triệu năm nay không biết đã trải qua biết bao nhiêu trận đại chiến, thậm chí có thể nói chặng đường này đều là liều mạng chém giết mà đi. Thế nhưng ông ta vẫn bại trong tay Tả Bạch Đào, hơn nữa còn chẳng có chút sức đánh trả nào, vậy nên ông ta đã quá hiểu rõ về chiến lực của Tả Bạch Đào. Do đó trong mắt ông ta, cho dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, thực lực thông thiên, thế nhưng kết quả của trận đấu này đều chẳng thể thay đổi. Mà những người khác cũng đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần là người bình thường thì ai cũng không thể đồng ý với điều kiện như vậy. Chương 4675 nếu không phải giữa cả hai đã có thù oán thì thậm chí Ngụy Vinh Kỳ còn muốn kết thân với Tiêu Chính Văn.
Dù sao ở cả ngoài lãnh thổ này người quang minh lỗi lạc và còn trẻ có khí chất như Tiêu Chính Văn cũng gần như không có. Nếu xét về nhân phẩm, mọi người ở đây e là không bằng một sợi tóc của Tiêu Chính Văn. Nếu nói âm phủ sẽ nể mặt thế tử thì thế tử có dám đi ứng chiến không? Long Cổ mỉm cười nói. Chuyện này, Ngụy Vinh Kỳ nghe nói thế cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Nếu đổi lại là Hàn, hắn tuyệt đối không thể đồng ý đến âm phủ chiến đấu với đối phương. Dù sao hắn cũng là thế tử nước Ngụy, dù vì bảo vệ nước Ngụy cũng không thể xem nhẹ cái chết như Tiêu Chính Văn. Thường khi sắp xảy ra chuyện, mỗi người đều có thể nói ra những lời trượng nghĩa nhưng khi cần bản thân hy sinh thì có mấy ai có thể làm được. Lúc này bên Tây Vực đã hoàn toàn biến thành lãnh địa của âm phủ. Tả Phượng Kiều mặc một chiếc áo choàng màu đỏ kiêu ngạo đứng đó. Chuyện này giải quyết thế nào? Tiêu Chính Văn đồng ý rồi à, Tả Phượng Kiều cực kỳ xinh đẹp nhưng xung quanh cô ta lại toát ra sát khí đáng sợ khiến người ta rét run. Thưa cô, Tiêu Chính Văn đã đồng ý đến âm phủ đấu một trận. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Tả Phượng Kiều, chắp tay nói. Tốt, Tả Phượng Kiều khinh thường nói, nếu không phải bố tôi quá cẩn thận thì có lẽ chiến trường sẽ ở vùng ngoài lãnh thổ rồi. Âm phủ hay vùng ngoài lãnh thổ thì tôi cũng muốn giết Tiêu Chính Văn, nhưng chỉ một chiêu thôi. Tả Phượng Kiều cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Dù sao cô ta cũng là con gái của Tả Bạch Đào, từ nhỏ đã được những người có danh tiếng chỉ dạy, hơn nữa tài nguyên ở âm phủ khá mạnh, không chỉ thực lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu dày đặc mà còn là người không chịu thua. Với sự hiểu biết của cô ta về Tiêu Chính Văn, đối phương chẳng qua chỉ là một thanh niên 30 tuổi đến từ thế tục thôi, cô ta nghĩ đối thủ như này vẫn còn cực kỳ yếu. Cô chủ, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, hơn nữa thân phận của Tiêu Chính Văn cực kỳ đặc biệt, chỉ cần Hàn thua trong tay cô, thế cục ở giới thế tục sẽ tự bị phá vỡ. Người đàn ông trung niên lại giải thích. Dù sao Tả Bạch Đào cũng là văn nhân xuất thân từ thời Thiên Tân, biết rõ đạo lý tấn công thành là phụ, chinh phục mới là chính. Chỉ cần hạ gục được Tiêu Chính Văn thì có thể chinh phục được người thế tục trong thoáng chốc, thậm chí họ không dám có suy nghĩ phản kháng. Chương 4676 thế nên trận chiến này cũng là một bước quan trọng trong chinh phục của âm phủ. Một hậu bối chưa đến 30 tuổi, bố vẫn rất lo lắng. Nếu không phải bố cố chấp để tôi ra tay thì tôi cũng chẳng muốn đánh với Hàn. Tả Phượng Kiều kiêu ngạo nói. Dù sao cô ta cũng là con gái của Thành Hoàng. Đây cũng là sự kiêu ngạo mà cô ta nên có. Thành Hoàng có địa vị chỉ sau thập điện Diêm La, cô ta là con gái của Thành Hoàng mà lại đánh nhau với một hậu bối trong thế tục đúng là một sự sỉ nhục. Dĩ nhiên người đàn ông trung niên biết rõ sự đáng sợ của Tả Phượng Kiều, nếu không lần tấn công vào Tây Vực này Tả Bạch Đào cũng sẽ không dẫn theo đứa con gái được ông ta xem là châu báu. Thật ra trong âm phủ còn một thiên tài xuất thế trẻ tuổi nữa, có thể so được với Tả Phượng Kiều. Thậm chí còn có thực lực cao hơn cô ta. Nhưng trận chiến cuối cùng của hai người, thiên tài xuất thế đó lại bị giết ở lầu trên tường thành ở thành Uông Tử. Đến giờ đầu của hắn vẫn còn nằm trong vũng máu ở thành Uông Tử. Một nhân vật thiên tài đủ chấn động thập điện Diêm La của âm phủ đã chết trong tay Tả Phượng Kiều, Tiêu Chính Văn là gì chứ? Lần này có thể tấn công vào thế tục tìm đến di tích Long tộc hay không đều nhờ vào cô chủ hết. Nên Thành Hoàng cố ý dặn không được xem thường Tiêu Chính Văn, người đàn ông trung niên lại nhắc nhở. Thật ra sở dĩ âm phủ tổ chức tấn công ngoài lãnh thổ không phải vì tranh giành địa bàn mà là vì di tích Long tộc. Đó mới là bảo vật vô giá thật sự, cực kỳ quan trọng với âm phủ. Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tả Phượng Kiều kiêu ngạo dẫn theo người đàn ông trung niên đi về hướng thành Uông Tử. Sau khi Tiêu Chính Văn về đến đế khư thì mời anh em nhà họ Bạch đến. Dù sao họ đều là người đời sau của nhà họ Bạch nên hiểu biết về các thế lực ngoài lãnh thổ nhiều hơn Tiêu Chính Văn. Biết tình hình ở âm phủ chắc chắn nhiều hơn mình. Chỉ là Tân Lương Ngọc lại lo lắng không thôi nói, cậu Tiêu, thật ra cậu không cần đến âm phủ, hơn nữa một khi cậu đi khỏi đế khư, ngộ nhỡ đám người Điền Văn, không sao, đến lúc đó tất nhiên tôi sẽ dặn dò anh em nhà họ Bạch. Bảo mấy người Trương Nghỉ đến trông coi đế khư. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Hai, cũng không biết bây giờ Trần Hy Tổ thế nào rồi, Viên Thiên Canh bên cạnh khẽ thở dài. Ông ta và Trần Huy Tổ gần như gia nhập vào Điện Thần Long cùng lúc nên có tình cảm khá sâu nặng.
Mỗi người đều có số mạng của mình, đừng lo lắng cho ông ta, Tiêu Chính Văn lại không để ý nó ốc này lắm. Bây giờ tình hình ở các bên cực kỳ phức tạp, Trần Huy Tổ về nhà họ Trần ngược lại là một chuyện tốt. Chương 4677 Điền Ghi và Vạn Kiếm Cốc đều nhìn chăm chăm vào Đế Khư, đúng lúc này bên Âm Phủ lại xảy ra chuyện lớn, Đế Khư thoáng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Mà anh em nhà họ Bạch cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi nghe nói Tiêu Chính Văn sắp đến Âm Phủ đánh với con gái Tả Bạch Đào. Anh Tiêu, quyết định này của anh có phải đường đột quá không? Bạch Thiên Kiệt nhíu mày nói. Anh, em nhớ năm đó Thủy Hoàng Địa cũng từng dẫn dắt binh lính đánh nhau với Âm Phủ, nhà họ Bạch chúng ta vẫn còn chiến báo của năm đó. Nói rồi Bạch Ngọc Trinh lấy một hộp gỗ nhỏ trong người ra. Bên trong đựng một phần sách lụa. Nội dung của sách lụa ghi chép năm đó sau khi Tân Hoàng thống nhất 6 nước, đích thân dân đại quân khai chiến với Âm Phủ. Từ trong sách lụa, Tiêu Chính Văn mới hiểu được Âm Phủ thật ra là một thế giới lớn độc lập với thế tục. Hơn nữa cũng không tách biệt nhiều với thế tục. Anh Tiêu, theo sách lụa ghi chép, những người còn sống đã đến Âm Phủ đều bị tử khí áp chế, điều này khá bất lợi với anh. Bạch Ngọc Trinh cũng nhíu mày nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã đạt đến thiên cảnh nhưng tử khí chính là sự tồn tại chí mạng với người sống, ngược lại với người Âm Phủ, tử khí cũng như oxy của người sống vậy. Thế nên sự sống của thế gian càng mãnh liệt thì càng áp chế người Âm Phủ, ngược lại người sống đến Âm Phủ cũng sẽ bị tử khí áp chế. Chính vì thế mà lần trước Tiêu Chính Văn đến thành Uông Tử mới trở nên giống người bình thường, không thể sử dụng tu vi. Anh Tiêu, nếu không được, anh em bọn tôi có thể quay về nhà họ Doanh thuyết phục Sa Anh khai chiến với Âm Phủ. Bạch Thiên Kiệt cũng hơi lo lắng nói. Không sao, chỉ là tử khí thôi, nếu không được thì cứ tìm một thần hồn ở bên Âm Phủ để giành lấy xác thịt của người đó như lần ở thành Uông Tử trước đó thôi. Chẳng qua điều duy nhất không chắc chắn là Tiêu Chính Văn chưa chắc sẽ được may mắn chiếm lấy cơ thể của Lý Thế Dân như trước. Lần này người anh chọn không thể có thực lực quá yếu, cũng không thể quá mạnh. Nếu không Tiêu Chính Văn không thể tiến thành chiếm lấy cơ thể người này. Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn định đến Âm Phủ thăm dò tình hình trước, chỉ cần có thể đứng vững chân ở Âm Phủ, Tiêu Chính Văn thậm chí có tự tin có thể tung hoành cả Âm Phủ. Cứ như thế Tiêu Chính Văn có thể đảo khách thành chủ, dây lên sóng lớn ngút trời ở Âm Phủ như lúc đầu dẫn điện thần long đánh vào vùng ngoài lãnh thổ. Tin tức Tiêu Chính Văn đánh với con gái của Tả Bạch Đào ở Âm Phủ truyền ra ngoài không lâu. Một tin tức khác cũng truyền đến, Tiêu Chính Văn lập tức bắt đầu bế quan vì không có cơ hội thắng. Không có khả năng thắng. Chương 4678 không ít người nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng nhất trong đó. Tiêu Chính Văn là người sẽ hành động khi không chắc chắn sao. Trong đó có nhiều người tỉnh mắt đã vẽ một dấu chấm hỏi cực to với tính chân thật của tin tức này. Hay nói cách khác đây là hỏa mù do Tiêu Chính Văn truyền ra để che mắt đối thủ. Nhưng cũng có nhiều người bắt đầu chế giễu cười nhạo Tiêu Chính Văn, dù sao Tiêu Chính Văn trước giờ đều rất mạnh, thậm chí rất ít khi xem trọng đối thủ. Từ phương diện nào cũng chứng tỏ tin tức này rất có khả năng là thật. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không chắc có thể thắng, vậy thì tiếp sau đó cho dù là Điện Thần Long hay giới thế tục rất có thể sẽ bị các thế lực vùng ngoài lãnh thổ phân chia. Hừ, dù có bế quan một năm, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Tả Phượng Kiều chứ đừng nói là một tháng. Đó là con gái ruột của Tả Bạch Đào đấy. Tôi nghe nói người phụ nữ này không tầm thường, là người đỉnh cấp nhất trong đám giới trẻ ở Âm Phủ. Theo trưởng lão tông môn bọn tôi nói Tả Phượng Kiều đã là cao thủ thiên cảnh cấp 3 rồi, Tiêu Chính Văn mới vừa bước vào thiên cảnh, muốn đột phá 2 cấp trong một tháng không phải là chuyện đùa. Chỉ chớp nhoáng khắp nơi đều đang bàn luận về cuộc chiến của Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều. Hơn nữa bây giờ Tả Phượng Kiều không chỉ cực kỳ nổi tiếng ở Âm Phủ mà vì một chiêu đánh vang Elon mà cũng được vùng ngoài lãnh thổ biết đến. Lúc này bên ngoài một thành ở phía tây bắc của Tây Vực đang xây dựng nhà thờ lớn, nơi này cũng là căn cứ tạm của Thánh Giáo Đình. Trên đỉnh núi bên cạnh, Elon đang ngồi trên một tảng đá lớn, Chaos và anh em Điền Văn đang yên lặng đứng phía sau hẳn. Phía đối diện Tử Cống đang thưởng trà với Elon. Còn có kiếm tôn của Vạn Kiếm Cốc cũng bưng tách trà lên nhấp một ngụm, cười mỉa nói, hừ, bế quan một tháng. Tiêu Chính Văn xem Tả Phượng Kiều là ai thế? Ông từng đánh với Tả Phượng Kiều, nếu là ông, bế quan một tháng có khả năng thắng cô ta không? Không thể. Elon lắc đầu phủ nhận,
Nhưng sau đó ông ta lại nhíu mày nói, Tiêu Chính Văn ấy à, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu được cậu ta nên vẫn rất khó đoán được kết quả trận chiến này. Mặc dù Elon luôn tỏ ra chưa từng để tâm đến Tiêu Chính Văn ở trước mặt người ngoài, nhưng có thể đi đến bước này của ông ta lại có người nào mà không mưu mô. Cậu ta vẫn chưa 30 tuổi, các vị từng gặp cao thủ thiên cảnh nào chưa đến 30 tuổi chưa? Dù là Bạch Khởi cũng chỉ mới được cảnh giới thiên vương vào tuổi đó. Nói rồi Elon quay đầu sang nhìn Tử Cống. Vì từ khi Tiêu Chính Văn vào vùng ngoài lãnh thổ, mấy người họ đã thầm điều tra về quá khứ của Tiêu Chính Văn. Không phải mấy động tĩnh Tiêu Chính Văn gây ra thu hút sự chú ý của họ mà là Tiêu Chính Văn vừa mới đến đã giết Vương Vũ, còn thu phục Thiên Cung Bắc Cực. Mọi chuyện xảy ra quá kỳ lạ, họ luôn nghi ngờ có thể phía sau Tiêu Chính Văn là một gia tộc cực kỳ cổ xưa, thậm chí có quan hệ nào đó với nhánh của Hoàng đế thời xa xưa. Chương 4679 dù sao Tiêu Chính Văn quá mức không tâm thường, 20-30 tuổi đã có thể độc lập tạo ra một phương trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Người như thế dù ở thời đại đó của họ cũng là anh hùng một phương. Tôi thấy chẳng qua hắn may mắn thôi, Chaos nghiến răng nghiến lợi không phục nói. Nhưng vừa dứt lời, hẳn chỉ cảm nhận được một luồng gió lao về chỗ hắn. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì Elon đã đánh một bạt tai cực vang lên mặt hắn. Dù Chaos là người thừa kế tương lai của Thánh Giáo Đình thì Elon vẫn đánh hẳn. Ngu ngốc! Cái tát này là cho cậu nhớ nếu cậu có suy nghĩ như vậy khi đối mặt với đối thủ vừa kỳ lạ vừa mạnh thì tương lai cậu chết thế nào cũng không biết đâu. Elon lạnh lùng quát. Thật ra mấy hậu bối này sẽ thua Tiêu Chính Văn cũng không kỳ lạ, người như cậu ta nếu nói phía sau cậu ta không có gia tộc lớn chống lưng thì ai mà tin. Cậu ta vẫn chưa đến 30 tuổi đã có vinh quang và sức chiến đấu như hôm nay rồi, hơn nữa mỗi lần đều có thể tính toán trước chúng ta. Thậm chí còn có thể vứt tiếng xấu cho chúng ta, thủ đoạn và mưu mô như thế chơi đùa mấy hậu bối các cậu trong tay cũng rất bình thường. Hơn nữa bọn tôi cũng không thể nhìn thấu được cậu ta, nếu nói phía sau không có cao nhân lập mưu đồ cho cậu ta, tôi tuyệt đối không tin, lời này của Tử Cống khiến đám người Chaos há hốc miệng. Vậy ông Tử Cống, không biết bên ông có manh mối gì không? Elon lại hỏi. Mặc dù ông ta có thể không sợ gì trước mặt Chaos, thậm chí có thể đánh hắn nhưng Elon nào dám làm thế với Tử Cống. Không có bất kỳ manh mối nào, đây cũng là điều kỳ lạ nhất, theo lý cho dù cậu ta và thế lực phía sau qua lại kín kẻ tới mức nào cũng sẽ để lộ chút dấu vết, nhưng, nói đến đây, Tử Cống cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chẳng lẽ cậu ta là người ngoài vũ trụ phái, không thể nào. Nhìn thái độ của cậu ta và Hồng Ấn có thể chứng minh điều này. Tử Cống tin tưởng điều này. Nếu Tiêu Chính Văn cũng đến từ thế lực ngoài vũ trụ này anh sẽ không có thù địch rất mãnh liệt như thế với Hồng Ấn, mà Hồng Ấn cũng sẽ không có ý định giết Tiêu Chính Văn bằng người ở ngoài vũ trụ như ông ta, nhưng người giống cậu ta chắc chắn không thể là một người bình thường, Elon hơi lo lắng nói. Người này không tầm thường, Kiếm Tôn bỗng nói. Nếu thế lực đằng sau cậu ta không ra tay trong trận chiến này, chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ chết, có lẽ đây chính là thời cơ tốt nhất để vạch trần thân phận thật của cậu ta. Elon chắc địch nói. Ô, là sao nhỉ? Kiếm Tôn hơi khó hiểu hỏi. Tả Phượng Kiều vốn dĩ đã có vấn đề rồi, Elon nghiêm nghị nói. Tử Cống bên cạnh không đợi Elon nói hết ý của mình đã xen vào nói, dù Tiêu Chính Văn may mắn thăng được trận này, không biết các vị, hừ. Vạn Kiếm Cốc không cho phép có người đe dọa đến địa vị của Vạn Kiếm Cốc, lẽ nào bên Điền Kỳ sẽ cho phép một hậu bối đe dọa đến mình sao? Chương 4680 hơn nữa e là nhà họ Trần đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, các thế lực hợp sức với nhau, thế lực phía sau cậu ta có muốn nổi lên cũng khớ, ánh mắt Kiếm Tôn toát ra sát khí nói. Lúc này Tiêu Chính Văn đã lặng lẽ đến thành Đại Phong, thật ra bế quan là giả, nhân cơ hội này eo em vào âm phủ mới là thật. Muốn lặng lẽ đi vào âm phủ thì phải đi từ biên giới Tây Vực, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào. Mà thành Đại Phong là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nơi này vẫn chưa bị âm phủ xâm chiếm nhưng đã bị âm khí bao trùm, nói cách khác ranh giới giữa thành Đại Phong và âm phủ đã cực kỳ mờ nhạt. Tiêu Chính Văn chỉ có một mình đi vào Tây Vực từ thành Đại Phong, gần như không tốn chút sức lực nào. Ngay khi Tiêu Chính Văn đi vào Tây Vực, bên âm phủ cũng có một người trẻ tuổi đang chạy trốn. Trùng hợp là anh ta và Tiêu Chính Văn một người đi hướng Tây, một người đi hướng Đông. Vừa vặn gặp nhau.
Thanh niên đó ra khỏi thành Minh Nguyệt chạy thẳng về phía thành Đại Phong, thoáng chốc đã chạy vào trong một ngọn núi lớn. Thật ra âm phủ thật có cách biệt không rõ ràng với thế tục, nơi này cũng có thành phố, có dân cư, hơn nữa sông hồ cũng không khác gì với thế tục. Thậm chí có thể nói mọi thứ ở đây là lá bài lật ngửa của thế tục, duy nhất một điều khác biệt là cưới người ở đây. Người ở đây sinh sống bằng tử khí nhưng người thế tục lại lấy sự đứt đoạn sự sống làm điểm cuối của sinh mạng. Mà người âm phủ cũng có sinh tử, đó chính là tử khí trên người họ bị cắt đứt hoàn toàn, người này sẽ biến mất mãi mãi từ âm phủ. Mà người thanh niên trước mặt lại đang trốn khỏi sự truy đuổi. Lúc này cả người anh ta đều bị thương, hơn nữa cánh tay cũng bị gãy, nếu không nhờ anh ta đã có cảnh giới nhân hoàng cấp 1 thì e là đã chết từ lâu rồi. Hừ, muốn giết tôi à, đâu có dễ. Thanh niên vừa điên cuồng chạy về phía trước vừa lén nhìn phía sau. Đằng sau anh ta có mười mấy người cảnh giới nhân hoàng đang điên cuồng đuổi theo, thậm chí có một cao thủ đã đạt đến đế cảnh cũng ở trong đám người. Diệp Phàm, hôm nay dù cậu có chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát được, cao thủ đế cảnh đó lạnh lùng nói. Tôi là người nhà họ Diệp, các người dám giết cả tôi sao? Diệp Phàm giận dữ quát lớn, nhưng không dám chậm chân. Anh ta biết rõ những người này không chỉ dám giết anh ta mà nếu hôm nay không có gì thay đổi thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Nhà họ Diệp là một trong bốn gia tộc lớn ở Đông Bắc Âm Phủ, người dám giết anh ta chắc chắn phải có lai lịch hơn hẳn nhà họ Diệp. Có gì không dám, cậu chết ở nơi hoang vu này thì ai biết được là do chúng tôi làm. Mấy người phía sau đuổi theo, tiến gần Diệp Phàm có thể cảm nhận được sát khí mạnh sẽ từ đối phương. Chương 4681 khu vực này đã bị cao thủ đế cảnh kia khóa chặt, cho dù anh ta dùng hết sức thì cũng không thể thoát khỏi đám binh lính đang đuổi theo phía sau. Các người muốn cá chết lưới rách thật sao? Diệp Phàm lại tức giận gầm lớn. Anh ta chỉ đến thành Uông Tử, thăm lại nơi lúc nhỏ mình sống, không ngờ lại rước họa vào thân. Lúc anh ta rời khỏi huyết ô chỉ đã bị bốn cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhắm tới, hơn nữa đối phương còn không nói một lời với anh ta. Mà thẳng thừng ra tay luôn. Thế lực của nhà họ Diệp ở Đông Bắc Âm Phủ không hề nhỏ, ngay cả thập đại âm sư đều nể mặt nhà họ Diệp vài phần. Thực ra tình hình của Âm Phủ rất giống với thời kỳ cổ đại Hoa Quốc, mỗi gia tộc thống trị một nơi, sau hàng chục triệu năm, sức mạnh của những thế lực này đã khó bề thay đổi. Bây giờ nhà họ Diệp đã nổi danh khắp Đông Bắc Âm Phủ, ngoại trừ thập điện Diêm La, ai dám động đến người nhà họ Diệp. Các thế gia lớn khác đều nương tựa cùng nhau tồn tại, sao dám giết người nhà họ Diệp? Ngoại lệ duy nhất ở đây là nhà họ Tả, Thành Hoàng. Hạo Thiên chết rồi, ân oán giữa các người sớm đã qua đi, không phải sao? Tại sao còn muốn đánh đánh giết giết? Diệp Phàm vừa điên cuồng chạy, vừa nói để trì hoãn thời gian. Hạo Thiên mà anh ta nhắc tới là một trong những người trẻ tuổi có thể cạnh tranh với Tả Phượng Kiều hàng trăm năm trước. Thậm chí giữa Hạo Thiên và Tả Phượng Kiều còn từng có hôn ước, nhưng vào đêm trước ngày đại hôn, hai người đã giao chiến bên ngoài thành Uông Tử. Cặp trận chiến đó không chỉ làm xáo trộn toàn bộ âm phủ, mà thậm chí còn kinh động đến cả Minh Hà. Điều khiến người ta bất ngờ là trong trận chiến đó, Tả Phượng Kiều đã tự tay giết chết chồng sắp cưới của mình. Cũng vì trận chiến đó mà gia tộc phía sau Hạo Thiên cũng rút khỏi phương Bắc âm phủ. Người thanh niên từng tung hoành âm phủ cũng đã trở thành một cái xác trong huyết ô chỉ sau trận chiến này. Còn Diệp Phàm và Hạo Thiên là bạn tốt, không chỉ có mối quan hệ cá nhân tốt mà quan hệ giữa hai gia tộc cũng vô cùng tốt đẹp. Vì vậy, những năm qua, Diệp Phàm thỉnh thoảng lại đến huyết ô chỉ lễ bái người bạn của mình. Nhưng kể từ sau cuộc phản công ở vùng ngoài lãnh thổ, Tả Bạch Đào đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong âm phủ. Từ đó, địa vị của Tả Phượng Kiều trong âm phủ cũng được nâng cao. Bọn họ không chỉ phong tỏa huyết ô trì, không cho phép ai đến gần, mà còn tuyên bố rằng ai dám lễ bái Hạo Thiên thì sẽ trở thành kẻ thù của nhà họ Tả, giết không thương tiếc. Hừ, dám làm trái lệnh cấm của cô chủ nhà chúng tôi thì nhất định phải chết. Cao thủ đế cảnh phía sau lạnh lùng trả lời. Con ả độc ác Tả Phượng Kiều, đã giết chồng sắp cưới còn không cho người khác đến lễ bái. Chương 4682 người phụ nữ này chém ngàn nhát cũng không hết tội. Diệp Phàm giận dữ quát lớn. Hừ, mày muốn chết hả? Mấy tên cao thủ nhân hoàng phía sau cũng nổi giận, đuổi theo nhanh hơn. Tôi muốn biết,
cùng là bốn gia tộc lớn ở Đông Bắc, nhà họ Lý các người có được bao nhiêu lợi ích từ việc bán mạng cho Tả Bạch Đào? Bọn họ giao thành Minh Nguyệt cho các người hay là giao cả Tây Vực cho nhà họ Lý các người rồi? Theo tôi biết, nhà họ Lý không những không được lợi ích gì, mà khi tấn công thành Minh Nguyệt, còn mất đi hơn chục vị cao thủ nhỉ. Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, quay người lại, trừng mắt nhìn đám người phía sau. Không phải anh ta không muốn chạy mà là vết thương của anh ta quá nghiêm trọng, cho dù cố hết sức thì cũng không thể thoát khỏi đám người này. Nếu đã đến đường cùng thì chi bằng cá chết lưới rách cho xong. Lúc này, Diệp Phàm đã không còn sợ chết nữa, anh ta bộc phát nốt tiềm năng cuối cùng của mình. Cho dù là chết thì tôi cũng sẽ kéo các người chết theo. Đến đây, khí tức toàn thân Diệp Phàm đột nhiên thay đổi, một luồng khí tức của nhân hoàng cấp một đỉnh cao từ dưới đất bay lên. Đúng lúc này, dường như có một bóng người hư ảo bay tới, từ từ dung nhập vào cơ thể của Diệp Phàm. Trong chốc lát, trên mặt Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng. Mấy người phía sau anh ta rõ ràng đã bao vây anh ta, nhưng trong lòng họ chợt dấy lên một cảm giác sợ hãi khó tả. Mấy người lập tức tránh ra Diệp Phàm theo bản năng. Thực ra chuyện này thỉnh thoảng có xảy ra ở âm phủ. Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chỉ cách thành Uông Tử chưa đầy trăm dặm, thường có một số linh hồn của người mới chết mượn thân phận của người âm phủ để thoát khỏi thành Uông Tử, trở lại giới thế tục. Trước đó, Tiêu Chính Văn và Khổng Tê Thiên cũng đã mượn thân phận của người âm phủ để rời khỏi thành Uông Tử, trở về giới thế tục. Nhưng những người dám lừa thành Uông Tử theo cách này đều là những cao thủ có cảnh giới cực cao, vì vậy, những kẻ đuổi giết Diệp Phàm cũng tăng cường cảnh giác ngay lập tức, thậm chí còn chuẩn bị chạy thoát bất cứ lúc nào. Mặc dù Diệp Phàm bị thương nặng, nhưng ngộ nhỡ người mượn xác anh ta là một thiên tài xuất chúng ở vùng ngoài lãnh thổ thì thật khó để nói trước ai mới là người chết. Âm phủ đã từng xảy ra chuyện như vậy. Chỉ vài ngày trước, mấy vị cao thủ đế cảnh đã đuổi giết một cao thủ nhân hoàng, rõ ràng có kết cục phải chết, nhưng cuối cùng mấy vị cao thủ đế cảnh kia lại chết thảm trong tay cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Nghe nói trong trận chiến ở thành Minh Nguyệt, sau khi một vị cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ chết, đã mượn xác của vị cao thủ nhân SN kia để những người này. Nhưng chưa đầy một phút, khí tức quanh người Diệp Phàm không hề mạnh lên mà ngày càng yếu đi. Cho đến cuối cùng, gần như không khác gì người bình thường. Người thường, tên cao thủ đế cảnh đứng đầu thốt lên, sau đó mấy tên cao thủ nhân hoàng khác cũng cười nhạo. Chương 4683 nếu là người bình thường thì chỉ có thể xông bừa đánh bậy, như vậy không những không cứu được Diệp Phàm, mà ngay cả năng lực phản kháng cuối cùng của anh ta cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Đúng là làm ơn mắc oán. Diệp Phàm bất lực nhìn cơ thể tan nát của mình. Cười khổ, chuyện này không liên quan gì đến người vô tội này, các người có thể giết tôi, nhưng tôi hy vọng các người đừng làm tổn thương người vô tội. Anh ta vốn định đốt cháy linh hồn của mình, phát huy hết tiềm năng để cùng chết với đám người truy sát mình, nhưng bây giờ, đừng nói đến việc phát huy tiềm năng, mà ngay cả một phần sức chiến đấu cũng không thể sử dụng được. Ngoài việc chờ chết, Diệp Phàm đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng làm tổn thương đến người vô tội. Bọn họ không hề có lòng nhân từ, cho dù cùng chết với linh hồn vô tội này, bọn họ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Diệp Phàm. Một người đàn ông trung niên bước lên, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, chỉ cần một ánh mắt của ông ta cũng có thể tiêu diệt Diệp Phàm. Nhưng cũng vào lúc này, Tiêu Chính Văn cười nhạt một tiếng rồi bắt đầu dung hợp vào cơ thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn định nhắm mắt chờ chết, nhưng một giây sau, cơ thể của anh ta đã mất kiểm soát. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đã cử động chân tay. Rồi cau mày nói, cơ thể này yếu thật, nhưng cũng đủ để đối phó với đám người trước mắt rồi. Tiêu Chính Văn nhìn người đàn ông trung niên kia, lập tức bước lên, cơ thể của Diệp Phàm cũng bước theo bước đi của Tiêu Chính Văn. Diệp Phàm biết rằng cơ thể mình đã bị người khác khống chế, nhưng lúc bước lên, anh ta vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Một người bình thường lại dám coi thường cao thủ nhân hoàng thậm chí là đế cảnh trước mặt, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Một người bình thường mà cũng dám hỗn láo trước mặt tôi sao? Thấy Tiêu Chính Văn tiến lên, người đàn ông trung niên kia tung cú đấm. Người đàn ông trung niên này cũng ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3, cú đấm này không chỉ có thể đánh tan Diệp Phàm, mà thậm chí còn có thể khiến linh hồn nhập vào cơ thể Diệp Phàm tan biến. Nhưng ngay lúc cú đấm này sắp chạm vào cơ thể Diệp Phàm, Tiêu Chính Văn đã khống chế cơ thể Diệp Phàm,
nâng tay lên bắt lấy cổ tay người đàn ông kia. Trong một giây tiếp theo, không chỉ Diệp Phàm sững sờ, mà ngay cả người đàn ông trung niên cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Diệp Phàm thời còn huy hoàng cũng chưa chắc đã đỡ nổi cú đấm này của ông ta, nhưng lúc này lại bị linh hồn của một người chặn lại. Giác, không cần nhiều lời, Tiêu Chính Văn chỉ vặn nhẹ đã bẻ gãy tay người đàn ông trung niên kia. Chương 4684 không để cho người đàn ông trung niên kia hoàn hồn trở lại từ trong kinh ngạc, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên giáng xuống một cái tát. Bốp, cùng với một tiếng vang cực lớn, cơ thể của người đàn ông trung niên bị đánh thành vô số mảnh thịt vụn rơi vãi khắp đất. Khoảnh khắc này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần lên, nếu như không phải lúc này cơ thể đã hoàn toàn không còn nghe theo sự khống chế của anh ta thì e rằng bây giờ anh ta đã kinh ngạc tới độ trợn mắt há mồm luôn rồi. Chỉ là một kẻ ở cảnh giới nhân hoàng mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc chứ. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được sự kinh hãi của Diệp Phàm, thậm chí cơ mặt còn có phần rúm gió lại. Lúc này Tiêu Chính Văn mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Cái gì, một kẻ ở cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Ông ta là cao thủ nhân hoàng cấp 3 đấy. Đừng nói anh ta có thể giết chết một cao thủ nhân hoàng cấp 3 ngay lập tức, dù là cao thủ nhân hoàng cấp 2 thì cũng có thể giết chết anh chỉ trong nháy mắt. TK khe KSXTNTHX7 nhường theo như anh ta thấy, đấu với cao thủ ở cảnh giới này nên đánh đến mức long trời lở đất mới đúng. Ít nhất trong vòng 100 dặm xung quanh cũng sẽ biến thành đất khô cằn, sau đó lại giết chết đối phương với trận pháp khủng bố. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ cần một cái tát đã biến đối phương trở thành thịt vụn. Đây rõ ràng là chuyện khiến cho con người ta chẳng thể nào tiếp nhận nổi, chỉ một bạt tai đã giải quyết được cao thủ nhân hoàng cấp 3, điều này hoàn toàn có thể lật đổ nhận biết của Diệp Phàm. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Không chỉ có bốn cao thủ nhân hoàng còn lại chưa thể phản ứng lại mà ngay tới cao thủ đế cảnh kia cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Thế nhưng một giây sau, Diệp Phàm cũng chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của cao thủ đế cảnh kia, mặc dù Tiêu Chính Văn có thể giết chết nhân hoàng cấp 3 chỉ với một cú tát, thế nhưng điều này không nói lên rằng anh có thể đấu lại được với cao thủ đế cảnh. Không ổn, chúng ta mau đi thôi. Diệp Phàm vô thức nhắc nhở một câu. Tiêu Chính Văn vẫn là trạng thái của thần hồn bên trong âm phủ, suy cho cùng cơ thể này vẫn là của Diệp Phàm, hơn nữa cơ thể này thật sự quá yếu, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh quá lớn của Tiêu Chính Văn. Nếu như Tiêu Chính Văn phát huy toàn lực, có khả năng chẳng cần người khác tới giết, Diệp Phàm cũng đã bỏ mạng luôn rồi. Đi thì nhất định phải đi, thế nhưng giết thêm vài người cũng chẳng có vấn đề gì. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại lao lên trước một bước. Chỉ là động tĩnh lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đáp đất, ngay cả mặt đất dưới chân anh cũng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Khoảnh khắc này, cảm nhận được cỗ sức mạnh mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, Diệp Phàm cũng phấn khích tới cực điểm. Chương 4685 nếu như cao thủ nhân hoàng bị Tiêu Chính Văn giết khi trước là do chuẩn bị chưa kỹ, vậy thì bây giờ, Tiêu Chính Văn lại muốn giết thêm vài người ngay trước mặt cao thủ đế cảnh. Điều này đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Vào lúc Diệp Phàm đang phấn khích, Tiêu Chính Văn đã tiện tay đánh cho một cao thủ nhân hoàng cấp 4 khác biến thành thịt vụn. Ngay sau đó, một cao thủ nhân hoàng đứng bên cạnh anh cũng hóa thành bụi máu. Hỗn xược, cao thủ đế cảnh kia cũng lập tức bị hành động của Tiêu Chính Văn chọc cho nổi điên. Trước đó là vì sự việc phát sinh đột ngột, ông ta căn bản không chuẩn bị tâm lý nên mới để cho Tiêu Chính Văn hành sự thuận lợi. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn lại trắng trợn chém giết ngay trước mặt ông ta, điều này chẳng khác gì đang coi thường sự tồn tại của ông ta cả. Chỉ thấy ông ta vung tay lên, một áp lực khủng bố bao trùm lấy phạm vi mấy chục dặm xung quanh, thậm chí mặt đất cũng trở nên rúng động. Bị áp lực lớn như vậy bao trùm, đừng nói là một nhân hoàng cấp 1 như Diệp Phàm, dù là cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao thì cũng đừng mong có thể cựa quậy. Ngay sau đó, cao thủ đế cảnh vung nằm đấm ra. Nắm đấm này nhanh như điện giật, dù là Diệp Phàm chỉ bị ông ta chạm tới góc áo thì cũng sẽ và lập tức bỏ mạng. Tiêu Chính Văn lại bình thản bước một bước sang bên cạnh, vừa khéo né được một đòn chí mạng, đồng thời mượn quán tính này, cơ thể giống như một chiếc lá rụng tung bay trong gió, rồi lùi ra sau mấy dặm. Cao thủ đế cảnh đó thấy vậy thì không khỏi ngơ ngác, theo ông ta thì cú đấm đó đã đủ để giết chết Tiêu Chính Văn nhưng thật không ngờ là đối phương không chỉ tránh được một đòn chí mạng của ông ta mà còn mượn lực để kéo ra một khoảng cách an toàn với ông ta. Vốn dĩ ông ta chỉ theo tới xem trò vui mà thôi,
dù sao Diệp Phàm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, trận đấu ở cấp độ này còn chẳng đáng để ông ta phải nhúng tay vào. Thế nhưng ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại giữa đường chém giết, hoàn toàn đảo lộn hết suy tính của ông ta. Không những Diệp Phàm được bình an vô sự mà ba cao thủ nhân hoàng dưới trướng ông ta còn lần lượt mất mạng, đây chẳng khác nào đang công khai sỉ nhục ông ta. Đặc biệt đối phương còn chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Trong cơn thịnh nộ, năm đấm của cao thủ đế cảnh đó giống như màn mưa sao băng điên cuồng đánh về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng vào khoảnh khắc năm đấm của ông ta sắp đánh trúng Tiêu Chính Văn lại bắt chước làm theo, cơ thể mượn cỗ sức mạnh đó để lùi về phía sau. Không để cho ông ta hoàn hồn lại, cơ thể của Tiêu Chính Văn lại giống như ma quỷ, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ông ta. Lúc này, tim Diệp Phàm đang đập điên cuồng không ngừng nghỉ, đây đâu phải đang chiến đấu, rõ ràng là đang chơi đùa cao thủ đế cảnh trong lòng bàn tay. Chương 4686 cảnh tượng này không chỉ có Diệp Phàm nhìn mà kinh hãi, ngay tới hai cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. So ra thì cao thủ đế cảnh kia giống như một đứa trẻ 3 tuổi bị một người trưởng thành chơi đùa, mà cao thủ đế cảnh càng không ngờ được Tiêu Chính Văn không những không chạy mà ngược lại còn dám đối mặt chém giết. Khoảnh khắc hai người lao vào nhau, Tiêu Chính Văn đã nở một nụ cười giễu cợt với ông ta, mà một giây sau đã xuất hiện ngay sau lưng ông ta. Cao thủ đế cảnh đó không khỏi run lên, thế nhưng không để cho ông ta hoàn hồn trở lại, sau lưng lại truyền tới một tiếng vang lớn. Phụt, khi máu tươi bản ra tung tóe, một cao thủ nhân hoàng lập tức hóa thành bụi máu. Mà Diệp Phàm lúc này lại kích động tới mức cả người không ngừng run lên. Đây là lần đầu tiên anh ta liên tiếp giết chết mấy cao thủ nhân hoàng ở trước mặt cao thủ đế cảnh, hơn nữa bản thân còn chẳng có chút thương tích gì. Đây rõ ràng chính là kỳ tích. Lúc này, cao thủ đế cảnh kia nhìn thấy cảnh tượng sau lưng mình thì mồ hôi lạnh cũng không khỏi toát ra ở hai bên thái dương. Nếu như đối phương cũng là cao thủ đế cảnh thì người chết ban nãy không phải là hai cao thủ nhân hoàng kia mà chính là bản thân ông ta rồi. Cảnh tượng này rõ ràng quá đối kinh hoàng, cũng quá mức kỳ dị, thậm chí ông ta căn bản không dám tin cảnh tượng trước mắt là thật. Vào lúc ông ta còn đang ngẩn ra, bóng dáng của Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài, trước khi đi, Tiêu Chính Văn vẫn nở ca nụ cười đầy ẩn ý với ông ta. THE-CUKS-7VN xe tính sát thương của nụ cười này không lớn, thế nhưng tính sỉ nhục thì cực cao. Đây là một tiểu bối ở cảnh giới nhân hoàng, vậy mà lại dám cười nhạo cao thủ đế cảnh. Cậu chạy đi đâu hả? Mặc dù trải qua cảnh tượng ban nấy, trong lòng ông ta đã sản sinh ra cảm giác quái lạ và kinh sợ trước nay chưa từng có. Thế nhưng suy cho cùng thì đối phương chỉ là một tiểu bối ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà thôi. Đôi bên cách nhau cả một cảnh giới lớn, dù thủ đoạn giết người của đối phương thâm sâu thế nào thì đối diện với cách biệt về mặt thực lực này cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Tiêu Chính Văn căn bản chẳng bưa ồn bận tâm tới cơn phẫn nộ của ông ta, cơ thể chuyển động nhanh như con thoi giữa các dãy núi, sau khoảnh khắc đã kéo thêm một khoảng cách nữa. Đuổi theo, cao thủ đế cảnh kia gầm lên một tiếng. Sau đó cũng lập tức đuổi theo. Ngay sau đó, ông ta mới nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau, cao thủ nhân hoàng phía sau lưng ông ta lại đờ ra tại chỗ, chưa hề đi theo phía sau. Mau đi theo tôi, cao thủ đế cảnh đó lạnh lùng gầm lên. Tôi không dám, cao thủ nhân hoàng đó nói với sắc mặt trắng bệch, phía dưới người đã ướt đẫm một mảng, hơn nữa cả người đều đang không ngừng run lên, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Chương 4687 lần này, hắn thật sự sợ rồi, trơ mắt nhìn đồng đội của mình hết người này tới người khác ngã xuống, Diệp Phàm trước đây bị bọn họ truy sát tới cùng đường, lúc này lại chẳng khác gì một ác ma ở trong mắt hắn. Đừng nói bảo hắn đuổi theo Diệp Phàm, dù là sau này nhìn thấy Diệp Phàm, hẳn cũng chỉ có thể chuồn cho nhanh. Phế vật, phẫn nộ mắng chửi một tiếng, cao thủ đế cảnh đó tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã cách xa vạn dặm chỉ trong nháy mắt, bỏ lại cao thủ đế cảnh đó ở phía sau lưng từ lâu. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn đã tới được trên đỉnh một ngọn núi và ẩn đi khí tức. Còn Diệp Phàm vẫn chìm đắm trong cảnh tượng kinh hồn bạt vía ban nấy, rất lâu không thể thoát ra. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy khí huyết khắp người đều đang sục sôi, hơn nữa cơ thể còn đang không tự chủ được mà run bần bật. Khoảnh khắc ban nãy đã là thời khắc đỉnh cao nhất cả đời này của anh ta. Thế nhưng một giây sau, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên tê dại,
Tiêu Chính Văn sải bước tiến ra khỏi cơ thể anh ta, quan sát Diệp Phàm rồi nói, cơ thể của anh thật sự quá yếu, ban nãy tôi đã cứu anh, bây giờ anh giúp tôi tìm một cơ thể thích hợp. Làm được không? Nếu không phải vì cơ thể này của Diệp Phàm quá yếu thì vừa nãy đã đến cực hạn rồi, Tiêu Chính Văn thậm chí cũng có thể giết thêm một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cuối cùng. Nhưng câu nói của Tiêu Chính Văn khiến Diệp Phàm sửng sốt, không hiểu rốt cuộc Tiêu Chính Văn có ý gì. Tiền bối, tôi không hiểu anh có ý gì, nói rồi Diệp Phàm vô thức chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Không có gì, cơ thể của anh quá yếu, tôi chỉ muốn tìm một cơ thể mạnh một chút thôi. Tiêu Chính Văn cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng. Nếu là một người khác dám nói với Diệp Phàm như thế thì anh ta đã nổi giận, nhưng đứng trước một người mạnh đến mức không có giới hạn như Tiêu Chính Văn, anh ta không dám nghi ngờ gì. Với thực lực của Tiêu Chính Văn, nói thể chất của anh ta quá yếu thì đúng là yếu thật. Diệp Phàm trầm tư hồi lâu rồi ngẩng phi lên, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Ở Hạo Thiên, anh ta nghĩ đến người bạn thân của mình, Hạo Thiên. Mặc dù Hạo Thiên đã chết nhưng cơ thể của anh ta vẫn còn nằm trong huyết ô trì, thi thể chưa thối rữa. Hơn nữa Tiêu Chính Văn có thể giết liên tiếp mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng trước mặt cao thủ đế cảnh, chứng tỏ Tiêu Chính Văn có lai lịch. Nếu mình giúp Tiêu Chính Văn, không chừng nhà họ Diệp và anh ta đều sẽ gặp được may trong cái rủi, được vị thiên tài này bảo vệ. Nghĩ đến đây Diệp Phàm không do dự dẫn Tiêu Chính Văn về nhà họ Diệp. Chương 4688 trên đường đi, Diệp Phàm cực kỳ phấn khích, đồng thời cũng rất kính phục Tiêu Chính Văn, dù sao sau này nhà họ Diệp vẫn phải cần Tiêu Chính Văn bảo vệ. Vừa về đến nhà, Diệp Phàm kể hết những gì đã trải qua khi mình bị đuổi giết, còn dặn dò người nhà họ Diệp phải cung kính với Tiêu Chính Văn. Cũng có ý xem Tiêu Chính Văn là một vị thần của nhà họ Diệp. Chẳng qua nơi mà Diệp Phàm về là nhà riêng của mình chứ không phải nhà chính của nhà họ, anh ta nghĩ đến người bạn thân của mình, Hạo Thiên. Mặc dù Hạo Thiên đã chết nhưng cơ thể của anh ta vẫn còn nằm trong huyết ô trì, thi thể chưa thối rữa. Hơn nữa Tiêu Chính Văn có thể giết liên tiếp mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng trước mặt cao thủ đế cảnh, chứng tỏ Tiêu Chính Văn có lai lịch. Nếu mình giúp Tiêu Chính Văn, không chừng nhà họ Diệp và anh ta đều sẽ gặp được may trong cái rủi, được vị thiên tài này bảo vệ. Nghĩ đến đây Diệp Phàm không do dự dẫn Tiêu Chính Văn về nhà họ Diệp. Trên đường đi, Diệp Phàm cực kỳ phấn khích, đồng thời cũng rất kính phục Tiêu Chính Văn, dù sao sau này nhà họ Diệp vẫn phải cần Tiêu Chính Văn bảo vệ. Vừa về đến nhà, Diệp Phàm kể hết những gì đã trải qua khi mình bị đuổi giết, còn dặn dò người nhà họ Diệp phải cung kính với Tiêu Chính Văn. Cũng có ý xem Tiêu Chính Văn là một vị thần của nhà họ Diệp. Chẳng qua nơi mà Diệp Phàm về là nhà riêng của mình chứ không phải nhà chính của nhà họ Diệp. Mặc dù nhà anh ta rất lớn nhưng chỉ là Diệp Phàm và người giúp việc trong nhà. Tiền bối, sang mấy ngày nữa tôi sẽ nghĩ cách lén đưa thi thể đó ra khỏi huyết ô trì, Diệp Phàm cung kính nói. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đời trước thi thể đó đạt đến cảnh giới nào? Đế cảnh, mặc dù không phải là đế cảnh đỉnh cao nhưng ít nhất cũng có bậc đại đế. Tôi tin chắc tiền bối sẽ hài lòng. Nói đến đây Diệp Phàm hơi ủ rũ nói, thật ra anh ấy là bạn thân của tôi, năm đó anh ấy cũng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ ở âm phủ. Chủ nhân của thi thể này là Hạo Thiên à? Tiêu Chính Văn nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trước đó anh cũng nghe anh em Bạch Ngọc Trinh từng nhắc đến với anh, Hạo Thiên là một người tài giỏi ở âm phủ trong vài trăm năm trước. Nhưng lúc đó Tiêu Chính Văn không để tâm đến chuyện này. Dù sao điều anh để ý tập trung hết vào Tả Phượng Kiều. Bây giờ nghe đến miêu tả của Diệp Phàm, anh vô thức nghĩ đến cái tên Hạo Thiên này. Tiền bối biết Hạo Thiên à? Gương mặt Diệp Phàm hiện lên vẻ vui mừng, ngạc nhiên, nhưng anh ta nhận ra vẻ thờ ơ của Tiêu Chính Văn, chắc là không có quan hệ gì với Hạo Thiên, anh ta cảm thấy hơi hụt hẫng. Tiền bối yên tâm, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Dù phải sử dụng thế lực của gia tộc cũng sẽ lén đưa thi thể của anh ấy ra khỏi huyết ô trì, đưa đến trước mặt tiền bối. Chương 4689 Diệp Phàm lại đảm bảo với Tiêu Chính Văn. Ừ, cứ làm theo cách anh nói đi, Tiêu Chính Văn phất tay nói. Diệp Phàm nhanh chóng nói chuyện này với nhà họ Diệp, sau đó bắt đầu dùng thế lực của gia tộc nghĩ cách đưa thi thể của Hạo Thiên ra khỏi huyết ô trì. Sáng hôm sau nhà họ Diệp đã bảo đại diện đi tìm Diệp Phàm.
Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp dẫn đầu vừa bước vào cửa đã nói với Diệp Phàm bằng giọng cực kỳ không thiện chí: "Này Tiểu Phàm, cậu còn muốn lén đưa thi thể của Hạo Thiên ra khỏi Huyết Ô Trì cơ à? Cậu có biết chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào không?" Người phụ nữ này tên là Diệp Thiên Thiên, là chị họ của Diệp Phàm, cũng là người thừa kế gia chủ mà nhà họ Diệp đã xác định. Vì tư chất của Diệp Phàm quá kém, hơn nữa làm việc gì cũng không thận trọng nên cuối cùng nhà họ Diệp vẫn quyết định bồi dưỡng Diệp Thiên Thiên, từ bỏ Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, không làm gia chủ cũng có cái lợi của việc không làm gia chủ, ít nhất cả ngày anh ta có thể chạy nhảy bên ngoài, trong nhà cũng sẽ không quản nghiêm anh ta. Nhưng tối hôm trước, Diệp Thiên Thiên biết được Diệp Phàm bị mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng đuổi giết, thậm chí còn giết mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng trước mặt đại tài đế cảnh. Quan trọng nhất là Diệp Phàm còn có thể không hề hấn gì về đến nhà, đúng là lạ lùng. Diệp Thiên Thiên đã đột phá nhân hoàng cấp 7 nhưng càng đến gần với đế cảnh, cô ta càng biết được sự đáng sợ của đế cảnh. Dù chỉ là một đại tài đế cảnh cấp 1 muốn giết anh ta, Diệp Thiên Thiên cho rằng anh ta không có sức đánh trả chứ đừng nói là chạy thoát. Tối hôm đó, cô ta bảo người đến nhà họ Lý hỏi thăm, câu trả lời mà cô ta nhận được là nhà họ Lý không biết có chuyện như vậy, càng không phái cao thủ đế cảnh gì đó đuổi giết Diệp Phàm. Mặc dù chuyện này không vẻ vang gì với nhà họ Lý, đối phương cũng có khả năng sẽ phủ nhận nhưng Diệp Thiên Thiên nghĩ với tính cách phóng túng của Diệp Phàm không thể nào chạy thoát khỏi sự đuổi giết của cao thủ đế cảnh. Chỉ cả, Diệp Phàm phấn khích sắp lại gần. Bây giờ cả nhà họ Diệp đều không muốn thấy anh ta. Dĩ nhiên anh ta cũng biết rõ nhưng anh ta lại không có ác cảm gì với điều này, dù sao từ trước đến giờ mình đều không thể gánh vác trách nhiệm của một người thừa kế gia chủ nên có. Ngược lại là Diệp Thiên Thiên, không chỉ có tư chất hơn người mà còn có cách giao thiệp lợi hại, cho dù mưu mô hay thủ đoạn đều vượt xa người đồng trang lứa. Để cô ta tiếp nhận nhà họ Diệp thật ra cũng là một lựa chọn khá tốt. Diệp Phàm, tôi nghe nói hôm qua cậu bị cao thủ nhà họ Lý đuổi giết. Trên đường may mắn được một vị tiền bối cứu giúp, nhà họ Diệp chúng a không phải là người không hiểu lễ nghĩa, hôm nay tôi đến là muốn đại diện cho nhà họ Diệp cảm ơn vị tiền bối đó. Chương 4690 làm phiền cậu dẫn đường cho tôi đến gặp vị tiền bối đó. Diệp Thiên Thiên giả vờ tỏ ra cung kính nhìn xung quanh. Chị à, vị tiền bối đó đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, hơn nữa dù anh ấy có ở trong nhà cũng chưa chắc sẽ gặp chị, Diệp Phàm khó xử giải thích. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Thiên Thiên thay đổi, giọng trở nên lạnh lùng, được rồi. Diệp Phàm, lần sau trước khi cậu nói dối có thể học chút kỹ thuật được không? Đã nhiều năm rồi tại sao trong nhà không muốn gặp cậu, lẽ nào bản thân cậu không hiểu sao? Cậu nghĩ dựa vào mấy câu lừa lọc của cậu thì người lớn trong nhà sẽ trông chờ vào cậu sao? Nói thật cho cậu biết, sau khi ông nội nghe nói cậu được một vị tiền bối cứu giúp cũng đã đập vỡ tách trà rồi. Diệp Thiên Thiên bất mãn nói. Chị, tôi nói đều là thật, không tin chị xem vết thương trên người tôi vẫn câm miệng. Không để Diệp Phàm nói hết câu, Diệp Thiên Thiên quát lớn ngắt lời. Diệp Phàm, tôi không muốn biết vết thương trên người cậu là sao, kết thúc màn kịch này ở đây đi. Còn nữa, tôi muốn nhắc cậu, Hạo Thiên đã chết vài trăm năm trước rồi, hiểu chưa? Dù anh ta là bạn thân của cậu nhưng cũng không đáng dâng mạng vì anh ta. Càng không thể liên lụy nhà họ Diệp chỉ vì một người chết. Bây giờ trong âm phủ, Tả Bạch Đào đã là người mà chỉ cần sờ vào đã bỏng tay cậu nghĩ cậu còn có hội trả thù cho Hạo Thiên sao? Đừng nói là cậu, dù là nhà họ Diệp cũng không dám tùy tiện có ý đồ gì với Tả Phượng Kiều. Diệp Thiên Thiên không kiên nhẫn quở trách. Diệp Phàm siết chặt nắm đấm căn răng nói, chị, Hạo Thiên chết không minh bạch, em Tiểu Phàm, có vài việc không thể thay đổi. Huống gì người chết không thể sống lại. Hơn nữa cậu cũng nên suy nghĩ cho nhà họ Diệp đi, đừng gây thêm rắc rối nữa, Diệp Thiên Thiên bất lực than thở. Đây là việc của tôi, sẽ không liên lụy đến nhà họ Diệp. Vẻ mặt Diệp Phàm bỗng trở nên kiên quyết. Tiểu Phàm, ngay cả nhà họ Tân cũng buông bỏ, cậu còn gì không buông được chứ? Hơn nữa với thực lực hiện giờ của cậu thì có thể làm được gì? Cậu biết bây giờ Tả Phượng Kiều đang ở cảnh giới nào không? Dù cậu là cảnh giới đại đế cũng không phải là kẻ thù đánh với cô ta chứ đừng nói cậu chỉ là cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Lẽ nào cậu nhất quyết phải kéo nhà họ Diệp vào chung với nhà họ Tả, nhất quyết khiến nhà họ Diệp không có nơi dung thân mới hài lòng sao? Diệp Thiên Thiên hỏi.
Chương 4691. Từ lúc Hạo Thiên chết trận tới nay, Diệp Phàm vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng chính vì không muốn liên lụy tới nhà họ Diệp nên anh ta mới một thân một mình chuyển ra khỏi nhà họ Diệp. Thế nhưng khiến cho anh ta không thể ngờ tới được chính là nhà họ Tần phía sau lưng Tân Hạo Thiên sau khi thương lượng với Tả Bạch Đào lại chủ động buông bỏ suy nghĩ phục thù. Vậy nên Diệp Thiên Thiên mới cảm thấy cực kỳ khó hiểu với mọi việc làm trong suốt những năm qua của Diệp Phàm. Hừ, Tả Phượng Kiều rất ghê gớm sao? Nếu như không có Hạo Thiên, cô ta có là cái thá gì? Không có Hạo Thiên giúp đỡ mọi thứ thì cô ta lại có được ngày hôm nay sao? Mấy trăm năm trước, chị cũng từng quen biết với Hạo Thiên, thử hỏi Tả Phượng Kiều năm đó có là cái thá gì? Con trời, cô ta có mà con trời cái răm. Cảm xúc của Diệp Phàm đột nhiên trở nên kích động dị thường, hai mắt đỏ au nhìn Diệp Thiên Thiên, lớn tiếng gào lên. Nhìn Diệp Phàm gần như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, Diệp Thiên Thiên bất lực cười khổ. Thật ra ban nãy cô ta nói ra những lời đó cũng là vì hy vọng Diệp Phàm có thể phấn chấn trở lại chứ không phải giống như bây giờ, cả ngày rượu chè be bét, không hề có chí tiến thủ. Được rồi, tất cả đều nghe theo cậu. Chỉ là nhà họ Diệp sẽ không giúp cậu ra mặt đi trộm xác của Hạo Thiên đâu. Nói xong, Diệp Thiên Thiên định quay người rời đi. Dẫu sao trong mắt cô ta thì Diệp Phàm đã hết thuốc chữa rồi. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối đừng nói cậu mời tới được cao thủ đỉnh cao gì, như vậy sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho nhà họ Diệp chúng ta mà thôi, Diệp Thiên Thiên lạnh lùng nói. Chị, khi trước không phải chị cũng mời được một cao nhân hay sao? Lẽ nào chỉ có thể mời được mà tôi thì không thể, Diệp Phàm siết chặt ai thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên Thiên, hỏi. Tiểu Phàm, người mà tôi mời tới là thế tử của Tư Mã Thị, hơn nữa người ta cũng rất có uy danh ở vùng ngoài lãnh thổ, và lại dưới sự giúp đỡ của anh ta, tôi đã đột phá lên cảnh giới nhân hoàng cấp 7, cậu có thể mời được người như vậy sao? Ừ, tiền bối mà cậu nhắc tới sao có thể so bì với Tư Mã Tư được? Những lời này của cô ta lập tức khiến cho Diệp Phàm cứng họng. Không sai, gia tộc Tư Mã là hoàng tộc, ở vùng ngoài lãnh thổ cũng rất có tiếng tăm, Tư Mã Tư cũng là một bậc kỳ tài, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã từ cảnh giới nhân hoàng đột phá lên cảnh giới đại đế nhân vật như vậy, nhìn khắp lịch sử có được mấy người. Chưa nói tới việc chiến lược thật sự của Tiêu Chính Văn ra sao, dù anh ta cũng là cao thủ đế cảnh thì sao có thể là đối thủ của đại đế đây. Hơn nữa, Tư Mã Tư từ lúc tới nhà họ Diệp đã trở thành người mà nhà họ Diệp luôn cung phụng. Điều này đủ để nói rõ cách biệt giữa Tư Mã Tư và Tiêu Chính Văn rồi. Chương 4692. Bây giờ, được Tư Mã Tư dạy bảo, Diệp Thiên Thiên còn đột phá lên cảnh giới nhân hoàng cấp 7 chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đây là sự khủng bố tới độ nào. Nhân vật giống như vậy quả thực Diệp Phàm theo không kịp, thậm chí Tư Mã Tư giờ đã trở thành chỗ dựa thật sự của nhà họ Diệp. Cả nhà họ Diệp đều phải nhìn vào sắc mặt hắn để hành sự. Ngày đầu tháng sau là ngày họp của bốn gia tộc lớn ở phương Bắc, nếu như bên phía Thành Uông Tử xảy ra chuyện gì vào thời gian này thì nhà họ Diệp cũng sẽ nể tình đồng môn mà tương trợ cho cậu, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ là đừng động tới Tả Phượng Kiều. Diệp Thiên Thiên khinh thường để lại một câu, sau đó sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên Thiên, Diệp Phàm cuối cùng vẫn chỉ biết cúi đầu bất lực. Lúc anh ta chuẩn bị quay người trở về, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi tới, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phàm. Tiền bối, anh trở lại rồi à, Diệp Phàm chào hỏi Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hụt hẫng. Nếu như mất đi sự giúp đỡ của nhà họ Diệp, chỉ dựa vào một cậu ấm như anh ta thì sao có thể trộm xác của Hạo Thiên từ huyết ô chỉ về đưa cho Tiêu Chính Văn đây? Trước đây chỉ liếc nhìn một cái đã bị mấy cao thủ nhân hoàng truy sát. Hiện giờ bảo anh ta đi trộm kiểu gì? Ban nãy có người tới đây à? Tiêu Chính Văn thấy biểu cảm của Diệp Phàm đột nhiên trở nên hết sức hụt hẫng, hơn nữa trông còn cụt hết cả hứng thì tiện miệng hỏi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó thuật lại một lượt nguyên bản những lời Diệp Thiên Thiên đã nói ban nãy. Ồ, thế tử của nhà họ Tư Mã, hẳn tên là Tư Mã Tư phải không? Tiêu Chính Văn nở một nụ cười thú vị, hỏi. Hả? Diệp Phàm vội vàng ngẩng đầu lên. Nói, không sai, chính là hắn, hơn nữa cảnh giới của hắn còn rất cao, nghe nói đã ở ngưỡng đại đế, được, anh cứ yên tâm đi làm đi, dù có rắc rối gì thì cũng có thể bảo hắn đi xử lý, tôi bảo hắn ra mặt cho anh, hắn nhất định không dám từ chối. Tiêu Chính Văn nói rồi khế võ nhẹ vài cái lên bả vai Diệp Phàm. Đây đúng thật là số mệnh chơi đùa,
ngẫm nghĩ thì từ sau chuyện Thánh Huyết Đế Tuấn, Tiêu Chính Văn chưa từng gặp lại Tư Mã Tư. Không ngờ lại gặp hắn dưới âm phủ này. Có điều Tiêu Chính Văn càng nói một cách qua loa như vậy thì trong lòng Diệp Phàm càng cảm thấy kinh hoàng. Sau một hồi đắn đo, Diệp Phàm cuối cùng vẫn quyết định trở về khu nhà của nhà họ Diệp một chuyến để tiện có được một chút trợ lực từ nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp trấn giữ thành Phù Đồ, nơi đây cũng là mảnh đất phát triển của nhà họ Diệp. Cả thành Phù Đồ, trên có Âm Ti, dưới có Bách Tính đều phải nể mặt nhà họ Diệp vài phần. Chương 4693. Thế nhưng trong những năm gần đây, nội bộ bốn gia tộc lớn cũng không ngừng tranh đấu, vậy nên dù là nhà họ Diệp hay là thành Phù Đồ thì đều mất đi huy hoàng khi trước. Mà cuộc họp liên minh lần này chỉ là một buổi hội nghị để bốn gia tộc lớn thương thảo vấn đề phân chia địa bàn mà thôi. Nói là liên minh bốn gia tộc, thế nhưng cầm đầu lại là nhà họ Lý. Lúc này, còn chưa đây nửa tiếng nữa là tới lúc cuộc họp bắt đầu, ở nhà họ Diệp, Diệp Thiên Thiên đang bình thản nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Tu vi của người đàn ông trung niên đại khái ở ngưỡng đế cảnh cấp 2, mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng lại mang theo uy phong và bá khí của kẻ đứng ở vị trí cao lâu năm. Bố à, theo như con được biết, nhà họ Lý đã liên kết với ba nhà khác, có ý đuổi nhà họ Diệp chúng ta ra khỏi thành Phù Đồ, Diệp Thiên Thiên nói với vẻ mặt không cam tâm. Theo lý mà nói, căn cơ của nhà họ Diệp không hề yếu ớt, ngoại trừ Diệp Thiên Thuận đang ở ngưỡng đế cảnh cấp 2 trước mắt ra, vẫn còn có ông cụ Diệp Hồng Đồ của nhà họ Diệp đã đạt tới cảnh giới đại đế. Mặc dù thực lực như vậy ở Đông Bắc Âm Phủ mà nói thì căn bản không phải thế gia lớn gì, thế nhưng bao nhiêu năm trở lại đây, nương nhờ vào uy thế còn lại của tổ tiên nhà họ Diệp nên nhà họ Lý cũng không dám quá khinh suất. Mặc dù ánh hào quang của nhà họ Diệp không còn, thế nhưng giữa tổ tiên họ và thập điện Diêm La vẫn có mối quan hệ, nếu thật sự ép nhà họ Diệp vào góc chết, không ai dám đảm bảo bên phía Diêm La có tính sổ với nhà họ Lý hay không. Vậy nên, bao nhiêu năm trở lại đây, ba thế gia lớn khác cũng coi như khá cung kính đối với nhà họ Diệp. Thế nhưng tình hình bây giờ lại thay đổi, khi Tả Bạch Đào nổi dậy, nhà họ Lý đã quy về dưới trướng của Tả Bạch Đào, có sự bày mưu tính kế của Tả Bạch Đào, uy thế còn lại của tổ tiên nhà họ Diệp đối với nhà họ Lý mà nói đã chẳng còn tính ràng buộc gì nữa rồi. Vậy nên nhà họ Lý mới có ý đồ với thành Phù Đồ. Bố đã biết chuyện này từ lâu rồi. Nhà họ Lý không dấy lên nổi sóng to gió lớn gì đâu, Diệp Thiên Thuận trấn tĩnh nói. Bố, bao nhiêu năm trở lại đây, nhà họ Lý chưa từng có ý định gì với nhà họ Diệp chúng ta, tại sao bây giờ lại đột nhiên động tay với nhà họ Diệp chúng ta vậy chứ, Diệp Thiên Thiên nói với vẻ khó hiểu. Tả Bạch Đào dựa vào sức mình tiến công cả Tây Vực, bây giờ càng giống như mặt trời buổi ban trưa ở âm phủ, nhà họ Lý đã trở thành tay sai của Tả Bạch Đào từ trước rồi. Vậy nên quyền lợi của âm phủ có khả năng sắp phải đối diện với một lần thay đổi lớn. Không chỉ có nhà họ Diệp sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả thứ tự của thập điện Diêm La cũng phải sắp xếp lại từ đâu. Diệp Thiên Thuận thở dài, nói. Dù là âm phủ hay là thế tục, chỉ cần là nơi có người thì sẽ có tranh đấu. Đặc biệt là ở trung tâm quyền lợi, loại tranh đấu này sẽ càng thêm ác liệt, cũng càng thêm tàn khốc. Bảo người bên dưới chuẩn bị cho kỹ càng, Diệp Thiên Thuận lại dặn dò. Lần này, nhà họ Diệp không còn đường lui nữa, nếu thật sự tới lúc cùng đường thì cũng chỉ có thể buông tay chịu trói mà thôi. Chương 4694. Dặn dò xong tất cả, Diệp Thiên Thuận dẫn theo Diệp Thiên Thiên cùng đi ra ngoài. Địa điểm của cuộc họp liên minh cách thành Phù Đồ chưa tới trăm dặm, xung quanh trang viên đều là vọng gác mà nhà họ Lý và hai nhà khác đã bố trí, hơn nữa lãnh đạo cấp cao của tất cả các thế lực ở Đông Bắc đều tập trung hết ở đây. Lúc này, trên vị trí chủ tọa bên trong đại sảnh là một người thanh niên, người này có thần thái hết sức cao ngạo, ánh mắt thách thức liếc qua gương mặt của những người khác. Đám người xung quanh đều nhìn về phía người thanh niên với vẻ mặt cung kính. Người này chính là thiếu chủ Lý Phi Long của nhà họ Lý. Lý Phi Long này không chỉ có thiên phú hơn người, mà thủ đoạn thâm độc hiểm ác, bây giờ uy danh đã lừng lẫy khắp cả phương Bắc. Sao lão đệ Thiên Tứ lại chưa tới? Diệp Thiên Thuận vừa mới bước vào đã lên tiếng hỏi. Lý Phi Long ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Thuận, khẽ chắp tay, cao ngạo lên tiếng, đêm qua bố tôi bị nhiễm phong hàn, đi lại không được thuận tiện, vậy nên cuộc họp lần này sẽ do tôi chủ trì. Nghe thấy lời này, chân mày của Diệp Thiên Thuận khẽ chuyển động lên xuống. Cao thủ đế cảnh cũng bị nhiễm phong hàn sao? Mặc dù rất bấn mãn,
nhưng Diệp Thiên Thuận cũng không tiện thể hiện trước mặt mọi người, chỉ bình tĩnh nói, cháu là thanh niên tuấn kiệt, lại là người thừa kế của nhà họ Lý, tiếp quản thay anh Thiên Tứ cũng là điều hợp lý. Ồ, hai ngày cả chú Diệp cũng cho rằng cháu là thanh niên tuấn kiệt sao? Lý Phi Long từ từ đặt tách trà trên tay xuống, hỏi với nụ cười ẩn ý. Đương nhiên rồi, Diệp Thiên Thuận thản nhiên trả lời, nhưng cũng cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Lý Phi Long. Đúng như dự đoán, Lý Phi Long đứng dậy, nhìn Diệp Thiên Thiên phía sau Diệp Thiên Thuận, nói chú Diệp, thật ra cháu ngưỡng mộ cô Diệp đã lâu, không biết chú Diệp có thể kết duyên cho cháu và cô Diệp Thiên Thiên hay không? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Thiên Thuận lập tức thay đổi, vẻ mặt của Diệp Thiên Thiên cũng trở nên khó coi. Những người có mặt ở đây đều là nhân vật có tên tuổi, chinh chiến nhiều năm, sao có thể không nghe ra được Lý Phi Long muốn thu phục nhà họ Diệp mà không cần động đến dao. Ai cũng biết nhà họ Diệp sau này sẽ do Diệp Thiên Thiên tiếp quản, kết hôn với Diệp Thiên Thiên đồng nghĩa với việc có được nhà họ Diệp. Cháu trai, chuyện này e rằng không ổn, Thiên Thiên đã định hôn từ 3 năm trước rồi. Diệp Thiên Thuận bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lão. Cho dù nhà họ Lý thèm muốn tài sản của nhà họ Diệp, nhưng cũng không nên công khai cướp đoạt như vậy, làm thế chẳng khác gì cướp giữa ban ngày cả. Chú Diệp, lẽ nào chú thật sự không muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa cháu và Thiên Thiên sao? Mặt Lý Phi Long không đổi sắc hỏi. Thực ra hắn đang uy hiếp Diệp Thiên Thuận. Cháu trai, chú nghĩ trò đùa này không vui đâu. Diệp Thiên Thuận lạnh lùng đáp lại. Chương 4695 được rồi, nếu chú Diệp đã nói vậy thì cháu cũng không cưỡng ép. Lý Phi Long vừa cười vừa nói với Diệp Thiên Thuận, rồi quay lại chỗ của mình. Lý Phi Long vừa ngồi xuống, một ông lão với đôi lông mày chẳng đứng bật dậy nói, Diệp Thiên Thuận, sao ông lại cố chấp như vậy? Nếu nhà họ Lý và nhà họ Diệp kết thông ra thì đây sẽ là cơ hội ngàn năm hiếm có cho nhà họ Diệp. Hơn nữa, thân là trưởng bối, làm mất thể diện của hậu bối như vậy thật không ổn thỏa. Ông lão lông mày trắng này là một trong những người dưới trướng nhà họ Lý, tu vi của ông ta đã đạt đế cảnh cấp 3, có thể áp đảo Diệp Thiên Thuận. Nghe vậy, mọi người đều chuyển hướng mắt về Diệp Thiên Thuận. Ông Cửu nói vậy nghiêm túc quá rồi, chuyện hôn nhân của con cái, tôi cũng không tiện can thiệp vào quá nhiều. Diệp Thiên Thuận cười nói, hôn nhân của con cái vốn nên là do cha mẹ làm chủ. Đây là chuyện đương nhiên. Ông Cửu lạnh lùng nói. Ông Cửu, trong những năm qua, nhà họ Diệp chúng tôi quả thực phát triển không tốt, nhưng phía sau nhà họ Diệp là ai, chắc ông Cửu không cần tôi nói cũng biết nhỉ. Diệp Thiên Thuận nói tiếp. Ông lão của nhà họ Diệp là Diệp Hồng Đồ Vân còn sống, cộng thêm có Tư Mã Tư, hai con át chủ bài này cũng đủ để khiến Diệp Thiên Thuận tự tin. Chú Diệp, thật ra cháu đã thâm mến Mộ Thiên Thiên từ lâu. Hơn nữa chúng cháu còn là thanh mai trúc mã, vì vậy cháu mong chú Diệp. Hãy nể tình giữa hai gia đình chúng ta, tác thành cho hai đứa chúng cháu. Lý Phi Long nói lại lần nữa. Diệp Thiên Thuận sầm mặt nhìn Lý Phi Long nói, cháu trai, có gì thì nói thẳng đi, tại sao phải mập mờ như vậy? Được thôi, chú Diệp thật nhanh nhạy, nếu chú Diệp đã thẳng thắn như vậy thì cháu cũng không lòng vòng nữa. Tình hình hiện tại không cần nói nhiều. Chắc chú Diệp cũng rõ thế nào gọi là một ngọn núi không thể có hai con hổ. Nhà họ Diệp trước mắt chỉ có hai con đường. Lý Phi Long giơ hai ngón tay lên nói với vẻ chế nhạo. Ồ, hai chi bằng nói ra thử xem. Diệp Thiên Thuận nhìn Lý Phi Long đầy sát khí. Hoặc là quy phục nhà họ Lý, giúp đỡ nhà họ Lý chúng cháu, hoặc là cút khỏi phương Bắc. Lý Phi Long lạnh lùng nói. Lý Phi Long... Có phải nhà họ Lý đã quên trước đây nếu không có nhà họ Diệp thì nhà họ Lý các người đã bị nhà họ Tê xóa sổ từ lâu rồi, sao có thể đi được đến ngày hôm nay? Bây giờ nhà họ Lý định lấy oán báo ơn sao? Diệp Thiên Thuận lạnh lùng hỏi. Chương 4696 nghe vậy, Lý Phi Long cười lớn nói, các người giúp đỡ nhà họ Lý chẳng phải là để ổn định thế lực của nhà họ Diệp sao? Bây giờ nhà họ Lý đã lấy lại thế lực. Chú nghĩ cả phương Bắc này còn chỗ cho nhà họ Diệp à? Lý Phi Long cũng chế nhạo. Cháu trai, nhà họ Lý các người bám chân Tả Bạch Đào mới có thể trèo cao lên chút, nhưng nhà họ Diệp chúng tôi cũng không dễ bắt nạt, Diệp Thiên Thuận nói. Nghe vậy, Lý Phi Long cười khẩy, chú Diệp, chú đừng nóng vội, kẻo làm hỏng hòa khí giữa mọi người. Dù sao bốn gia tộc lớn chúng ta cũng như anh em thân thiết trong một nhà. Có một người... Nếu chú Diệp gặp rồi thì chắc chắn sẽ thay đổi ý định,
Nói xong Lý Phi Long ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. Không lâu sau, một người bước vào sảnh lớn. Nhìn thấy người này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, đặc biệt là bố con Diệp Thiên Thuận, biểu cảm vô cùng khó coi. Người bước vào chính là ông cụ nhà họ Diệp, Diệp Hồng Đồ. Nhưng sắc mặt của Diệp Hồng Đồ lúc này tái mét, ánh mắt đảo loạn, toàn thân bị trói chặt. Phía sau, một thanh niên chậm rãi bước vào. Tư Mã Tư là do Diệp Thiên Thiên mời tới nhà họ Diệp. Hơn nữa, để giữ Tư Mã Tư ở lại, nhà họ Diệp còn chia sẻ cả những bí mật của tổ tiên cho Tư Mã Tư. Chính vì vậy mà nhà họ Diệp đã phơi bày tất cả trước mặt Tư Mã Tư. Bây giờ Tư Mã Tư lại lợi dụng lúc Diệp Hồng Đồ không có sự chuẩn bị, bắt sống lão, hơn nữa với tình hình hiện tại của Diệp Hồng Đồ, có vẻ như đã bên bờ vực sống chết rồi. Nói cách khác, Tư Mã Tư đã phản bội nhà họ Diệp, nghiêng về phía nhà họ Lý. Cả Diệp Thiên Thuận và Diệp Thiên Thiên đều sững sờ tại chỗ. Thế nào hả chú Diệp? Bây giờ chú đã nghĩ thông chưa? Lý Phi Long nhìn Diệp Thiên Thuận với vẻ chế nhạo. Lúc này, tâm trí của Diệp Thiên Thuận đã hoàn toàn trống rỗng. Không ngờ, phòng ngày phòng đêm mà cuối cùng vãn không thể phòng nổi trộm nhà, tên trộm này còn do chính Diệp Thiên Thiên dẫn vào nhà. Mời anh Tư Mã ngồi. Lý Phi Long chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, làm động tác mời. Tư Mã Tư ngồi xuống rồi nói với Diệp Thiên Thuận, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi khuyên ông một câu, đừng làm gì ngu ngốc. Cùng lúc đó, Lý Phi Long cũng liếc nhìn Diệp Thiên Thiên với vẻ khinh nhờn. Sao tôi có thể không biết con át chủ bài của nhà họ Diệp chứ? Nhưng đáng tiếc là các người lại không biết anh Tư Mã là đệ tử của sư phụ Khổng Thánh. Các người không biết ưu điểm lớn nhất của nhà họ Khổng sao? Có lúc ăn cây táo rào cây sung là tật xấu, nhưng có lúc nó lại là đức tính tốt. Chương 4697 như anh Tư Mã đã nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô nói xem có đúng không? Lý Phi Long vừa nói vừa vươn tay nâng cằm Diệp Thiên Thiên lên, hất cảm nói. Diệp Thiên Thiên vội vàng quay mặt sang một bên, tránh cái miệng hôi hám của Lý Phi Long. Hơi Lý Phi Long nhìn Diệp Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sau đó quay sang nói với Diệp Thiên Thuận, chú Diệp, bây giờ số phận của cả nhà họ Diệp đều nằm trong tay chú. Một câu nói của chú có thể quyết định sự sống chết của nhà họ Diệp và cả ông cụ nhà các người nữa. Lý Phi Long, Diệp Thiên Thuận tức giận đập bàn, đứng bật dậy, cả người bừng bừng sát khí. Nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay, Tư Mã Tư đã khít mũi, phất tay. Một lồng khí tức đáng sợ lập tức đè Diệp Thiên Thuận về chỗ cũ. Mọi người xung quanh kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Tôi nói rồi, đừng có mà không biết điều. Tư Mã Tư cười nhạo. Chú Diệp, bây giờ cháu chỉ đợi một câu nói của chú mà thôi. Chú nói đi, chú muốn ông già này chết hay sống? Lý Phi Long chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thiên Thuận. Tư Mã Tư, nhà họ Diệp đối xử tốt với anh, vậy mà anh lại... Diệp Thiên Thiên còn chưa kịp nói xong, Tư Mã Tư đã cười lớn, ha han cô còn quá trẻ, tình nghĩa hay đạo đức gì đó chỉ để lừa đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Trên đời này chỉ có lợi ích mới là chân lý vĩnh hằng. Tư Mã Tư không biết xấu hổ, ngược lại còn ba hoa ra vẻ dạy dỗ người khác. Bố, con đồng ý với bọn họ, vì ông nội, Diệp Thiên Thiên nói trong nước mắt. Câm miệng, nhà họ Diệp chúng ta không thể để nhà họ Lý dễ dàng khống chế được. Diệp Thiên Thuận nói rồi chậm rãi đứng dậy, với ánh mắt kiên quyết. Chỉ mấy câu nói ngăn ngủi, nhà họ Diệp đã sắp đến bờ vực nguy hiểm, thậm chí ngay cả ông cụ cũng trở thành con tin của nhà họ Lý, chuyện này gần như đã đẩy nhà họ Diệp đến đường cùng. Diệp Thiên Thuận là người nắm quyền nhà họ Diệp của thế hệ này, thà đánh chết cũng không thể đồng ý với nhà họ Lý, nếu không làm sao ông ta có thể đối mặt với tổ tông nhà họ Diệp. Khi Diệp Thiên Thuận định quyết đánh đến cùng, cùng sống chết với nhà họ Lý thì một bóng người chạy vào sảnh lớn. Bố, nhà họ Diệp chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp, Diệp Phàm tức giận, siết chặt nắm đấm nói. Diệp Phàm, Lý Phi Long khinh thường nhìn Diệp Phàm. Trong 4 gia tộc lớn thì Diệp Phàm là tên cậu ấm đào hoa có tiếng, bây giờ Lý Phi Long càng không xem cậu hai này ra gì cả. Anh đến đúng lúc lắm, 3 đời nhà họ Diệp các anh đều tụ tập ở đây, cũng, đỡ cho tôi phải đi khắp nơi tìm anh. Lý Phi Long cười nhạo không hề xem trọng Diệp Phàm chút nào. Chương 4698 một tên công tử bột thôi, không chỉ là Lý Phi Long mà bất kỳ ai ở đó đều sẽ không cho rằng anh ta có thể làm ra trò trống gì.
Tôi cho chú 10 giây cuối cùng để suy nghĩ, tôi mong chú Diệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Nói rồi Lý Phi Long xoay người đi, không thèm nhìn người nhà họ Diệp một cái. Không để Diệp Thiên Thuận lên tiếng, Diệp Phàm bỗng lạnh lùng nói, anh vẫn chưa ngồi đủ ái, mặc dù giọng nói này là được phát ra từ chỗ Diệp Phàm nhưng rõ ràng không phải của Diệp Phàm, hơn nữa nghe có vẻ cực kỳ xa lạ. Nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc với Tư Mã Tư còn đang đắc ý. Thậm chí ngay khi vừa nghe thấy giọng nói này, tách trà trong tay Tư Mã Tư rơi xuống đất, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này khí thế quanh người Diệp Phàm cũng thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía Tư Mã Tư đang ngây người. Cuối cùng nhìn qua ánh mặt Tư Mã Tư không khỏi rùng mình. Sau đó Tư Mã Tư từ từ đứng dậy trước cái nhìn chăm chú đầy ngạc nhiên của mọi người rồi lùi sang một bên với tốc độ nhanh nhất, như thể đang nhường chỗ cho Diệp Phàm. Tiêu Chính Văn lại không do dự sải bước đi đến trước mặt Tư Mã Tư, không cảm xúc nhìn Tư Mã Tư, đã lâu không gặp. Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Tư Mã Tư hoảng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Hắn biết người trước mặt này không phải là Diệp Phàm mà là Tiêu Chính Văn. Hay nói cách khác, hiện giờ cơ thể Diệp Phàm đã bị Tiêu Chính Văn khống chế. Người đàn ông này đúng là cơn ác mộng của hắn, hắn đã thấy được sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn trong trận chiến Thánh Huyết Đế Tuấn. Sau đó mặc dù nhà họ Tư Mã và hẳn cũng từng muốn trả thù Tiêu Chính Văn. Nhưng thời gian gần đây, động tính của Tiêu Chính Văn ngày càng lớn, thậm chí có tin đồn Tiêu Chính Văn đã đạt đến thiên cảnh. Tư Mã Tư càng không dám làm bậy trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, khí tức của Tư Mã Tư cũng lập tức bộc phát, chẳng qua hắn đang chuẩn bị tháo chạy. Mặc dù đằng sau Tư Mã Tư là nhà họ Lý, hơn nữa nơi này là âm phủ nhưng hắn lại không có can đảm đối mặt với Tiêu Chính Văn. Nếu chọc giận đối phương, dù hắn có chạy về nhà họ Tư Mã cũng sẽ bị Tiêu Chính Văn bắt lại hành hạ chết mất. Dù sao hiện giờ xa anh, hắc bá nhà họ Doanh đã đứng về phía Tiêu Chính Văn, nhà họ Tư Mã không bảo vệ được hắn. Thế nên bây giờ suy nghĩ duy nhất của hắn là rời khỏi cái chốn thị phi này càng nhanh càng tốt. Muốn bỏ chạy à, chỉ cần anh dám bước ra ngoài một bước. Dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục thì cũng không có chỗ cho anh dung thân. Nói rồi Tiêu Chính Văn ngồi vào vị trí trước đó của Tư Mã Tư, thậm chí lười ngước mắt nhìn hắn. Chương 4699 Tư Mã Tư đã bước một chân ra ngoài bỗng chốc dừng lại, do dự một lúc cuối cùng vẫn quay về vị trí ban đầu. Lúc này Tư Mã Tư thậm chí còn muốn khóc. Hắn xem như không có may mắn, rõ ràng đã chạy đến âm phủ phát triển mà vẫn có thể gặp phải sát thần Tiêu Chính Văn. Ông trời đang chơi đùa với hắn sao? Những người khác cũng sửng sốt khi nhìn thấy thế. Thậm chí đa số đều không hiểu thế tử của nhà họ Tư Mã đã trở thành một người ngoan ngoãn, nghe lời từ bao giờ. Chỉ thấy Tư Mã Tư cúi đầu xuống đứng phía sau Tiêu Chính Văn như học sinh tiểu học phạm lỗi, thậm chí còn không dám thở mạnh. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi giúp đỡ nhà họ Lý thu phục nhà họ Diệp, hắn có thể mượn thế lực hiện tại của nhà họ Diệp để trở nên lớn mạnh hơn ở âm phủ, thậm chí mở ra một phương trời của riêng hắn ở đây. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi kế hoạch đã đi đến cuối thì lại gặp phải người mà hắn không muốn gặp cả đời này nhất. Thân là thế tử hoàng tộc, dĩ nhiên Tư Mã Tư cảm thấy hơi đau đầu, ngay lúc hắn nhận ra Tiêu Chính Văn thì hắn đã biết chuyến đi đến âm phủ lần này của mình e là lại không có kết quả gì. Hơn nữa chỉ cần là nơi có Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ gây ra làn sóng lớn, lần này không chỉ kế hoạch của hắn bị sụp đổ mà ngay cả nhà họ Lý cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sao lại thế, Diệp Thiên Thiên không dám tin nhìn Tư Mã Tư. Trong mắt cô ta Tư Mã Tư là người rất mạnh, đó là thế tử nhà họ Tư Mã rất kiêu ngạo, cao thủ cảnh giới đại đế đỉnh cấp. Đến nhà họ Diệp cũng phải sợ thủ đoạn và cách làm việc của hắn. Hơn nữa một phút trước đó còn khống chế nhà họ Diệp trong lòng bàn tay, thoáng chốc sau lại biến thành một người khác vậy, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Lúc này cô ta rời mắt nhìn sang Diệp Phàm, trước đó cô ta nghe nói Diệp Phàm mời được một vị cao thủ tuyệt thế, chẳng qua lúc đó cô ta không để tâm nhiều đến mấy lời nói này. Mặc dù đó là em ruột của cô ta nhưng nhiều năm qua Diệp Phàm đã từng làm việc gì đáng tin cậy chưa? Lý Phi Long càng hoang mang hơn cô ta. Hắn khó hiểu nhìn Tư Mã Tư, muốn nhận được ám hiệu từ Tư Mã Tư nhưng lúc này bản thân Tư Mã Tư còn khó được bảo toàn, còn tâm tư nào quan tâm đến Lý Phi Long nữa chứ? Ra tay đi, Tiêu Chính Văn vừa uống trà, vừa bình thản nói.
Nghe thấy thế, Tư Mã Tư nhíu mày. Dĩ nhiên hắn hiểu ý nói ra tay của Tiêu Chính Văn là ra tay với người nhà họ Lý chứ không phải nhà họ Diệp. Nhưng Lý Phi Long là con trai duy nhất của Lý Thiên Tứ, một khi động vào hắn thì nhà họ Lý cũng sẽ không tha cho Tư Mã Tư. Chương 4700 nhưng so với Tiêu Chính Văn, sức đe dọa của nhà họ Lý vẫn còn rất nhỏ. Sau này bị nhà họ Lý tính sổ vẫn tốt hơn bây giờ chết trong tay người đàn ông trước mặt này. Sau khi cân nhắc lợi và hại giữa hai bên, ánh mắt Tư Mã Tư lóe lên tia lạnh lùng, giơ tay lên vung một kiếm đánh về phía Lý Phi Long với tốc độ cực nhanh. Anh Tư Mã, anh, Lý Phi Long thấy Tư Mã Tư ra tay đánh mình cũng kinh ngạc thốt lên. Bên cạnh hắn cũng có cao thủ đế cảnh bảo vệ, sao có thể ngồi nhìn Tư Mã Tư bị đánh bị thương được. Tên đó giơ tay lên, hai tia sáng lạnh lẽo đánh về phía Tư Mã Tư. Nhưng không lồng kiếm quang đó chưa đánh tới, Tư Mã Tư cười khẩy, sau đó lật cổ tay lại, tia lạnh lẽo lướt qua, hai đầu người đồng loạt rơi vào giữa không trung. Một đế cảnh cấp 1, một đế cảnh cấp 3 thì sao có thể là đối thủ của Tư Mã Tư? Hắn vừa giơ tay lên đã khiến hai đệ tử của nhà họ Lý ngã xuống chết. Cùng lúc đó Lý Phi Long cũng nhân cơ hội này đi đến cạnh cửa sảnh lớn. Từ khoảnh khắc Tư Mã Tư hung hăng ra tay với mình, hắn đã đoán được thân phận của Tiêu Chính Văn chắc chắn là người mà ngay cả Tư Mã Tư cũng phải sợ hãi. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn chết ở đây. Tư Mã Tư, nơi này là âm phủ, nếu anh dám giết tôi, nhà họ Lý chắc chắn sẽ không tha cho anh. Dù đã đến lúc này, Lý Phi Long vẫn muốn đe dọa Tư Mã Tư để cứu vãn tình hình. Anh ngây thơ thật đấy, sau ngày hôm nay nhà họ Lý sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa dứt lời Tư Mã Tư giơ kiếm lên, chỉ thấy tia sáng lóe lên, đầu Lý Phi Long lăn xuống đất như quả cầu. Cho đến khi chết Lý Phi Long cũng không biết tại sao người đó chỉ nói một câu mà Tư Mã Tư có thể mặc kệ thế lực hùng mạnh của nhà họ Lý để ra tay tàn nhẫn với hắn. Lúc này cả hiện trường đều tĩnh lặng, ngay cả Diệp Thiên Thuận và Diệp Thiên Thiên, thậm chí là Diệp Hồng Đồ và Diệp Phàm đều bị sốc với cảnh tượng xảy ra trước mắt. Nhất là bố con Diệp Hồng Đồ và Diệp Thiên Thuận, càng được mở rộng tâm mắt. Mặc dù những nhân vật tâm cỡ này thường chỉ cần một câu nói đã có thể quy định sống chết của người khác, nhưng Tiêu Chính Văn lại nói một câu làm lật ngược ván cờ lại với đối phương, người này đáng sợ đến mức nào. Nói cách khác, sự kính sợ của Tư Mã Tư với người này đã đạt đến mức độ nào? Khoảnh khắc này, giống như người đàn ông trước mắt kia vẫn là con trai Diệp Phàm của mình, chỉ có điều Diệp Thiên Thuận lại biết rất rõ rằng bên trong cơ thể Diệp Phàm lúc này đang có một thần hồn hết sức khủng bố ngự trị. Cùng lúc này, bên trong một ngôi nhà xa hoa ở thành Thiên Nguyệt, một người đàn ông trung niên đang chắp hai tay sau lưng, ngắm hoa ở trong hậu hoa viên. Người đàn ông trung niên này có phong thái cao quý. Mới thoạt nhìn ra đã có thể khẳng định ông ta nhất định là một người đứng ở vị trí cao đã lâu. Mà ông ta quả thực cũng chính là người cầm lái của nhà họ Lý, Lý Thiên Tứ. Phía sau lưng ông ta còn có một cao thủ cấp đại đế ở ngưỡng đế cảnh cấp 4. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.